Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 6. Lý Vân Tiêu nói. Đây là phủ khố của Lý gia chúng ta, toàn bộ chuyển tới. Dùng được thì dùng, không dùng được, đến thời điểm ta trả lại. Cổ Vinh âm thầm tặc lưỡi, Lý gia chính là quân đội đệ nhất đại lão của Thiên Thủy Quốc, trực tiếp chuyển không phủ khố. Ngay ở thời điểm hắn thất thần, Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Lần này trong các đan dược cần luyện chế có mấy đồ vật chí dương, bằng vào hồn lực của ta hiện nay sợ là khó có thể khống chế. Mặc dù kỹ xảo lại xuất sắc, cũng tuyệt đối không thể thay thế tác dụng của hồn lực, vì lẽ đó lần này bế quan, chuyện thứ nhất chính là thăng thành cấp 2 thuật luyện sư, người cùng ta, đều phải thăng cấp. Cổ Vinh nghiêm mặt, loại dáng dấp cúi đầu khom lưng kia nhất thời biến mất không còn tăm hơi, trong đôi mắt lập lòe ra ánh sáng chỉ thuật luyện sư mới có, lớn tiếng đáp. Vâng. Vân Thiếu. Ừ. Lý Vân Tiêu hết sức hài lòng thái độ của hắn nói. Người cứ tùy tiện, ta trước tiên đi uống chén trà. Cổ Vinh. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu bế quan, Thiên Thủy Quốc phát sinh một việc lớn. Lý gia tộc trưởng Lý Thuần Dương nguyên tưởng rằng bị Lý Giật khống chế đột nhiên kiêu căng xuất hiện, không chỉ lại nắm đại quyền của Lý gia, hơn nữa trực tiếp tuyên bố Lý Giật là gian tế địch quốc, hạ lệnh truy nã toàn quốc, phàm có người chứa chấp hoặc bao che. Giết chết không cần luận tội. Hắn kiêu căng xuất hiện làm cho quân giới vẫn âm trầm chấn động, hắn dường như một lần nữa truyền vào sức sống, bắt đầu nhiều lần xuất hiện ở trên triều chính, khiến người ta suy đoán không ngớt. Hơn nữa lão gia tử còn mượn cơ hội càn quét dư đảng của Lý Dật, đem mấy vị quan to trong triều đình càn quét một lần. Mấy vị quan to này không có chỗ nào mà không phải là ở lúc lão gia tử bế quan chống đỡ Lý Dật, chèn ép trực hệ Lý gia. Trong đó có mấy người ngăn cản Lý gia xét nhà bị đánh chết tươi, thi thể vứt cho chó ăn. Lần này triệt để chấn động cả triều văn võ. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, nguyên bản cũng không có thiếu đại quan ở thời điểm lão gia tử tập nã Lý Dật, dồn dập bẩm tấu lên hoàng đế, sau khi có vài tên bị đánh chết, thi thể kéo ra chợ bán thức ăn cho chó ăn, toàn bộ triều chính nhất thời yên tĩnh lại, không có người nào dám lên tiếng. Toàn bộ quốc gia tựa hồ như ngầm đồng ý hắn làm bừa. Đem hết thảy địch đảng của mình đánh đánh, cướp cướp, lúc này mới dần dần lắng xuống. Nhưng nhân vật chính Lý Dật của toàn bộ sự việc, lại giống như hoàn toàn biến mất, chưa từng xuất hiện. Tể tướng phủ, Lam gia tiểu viện. Đương triều tể tướng Lam Hoàng đang uống chè thơm, nghe thủ hạ báo cáo. Một nhà lễ bộ thị lang Trương Bách Thịnh bị đánh chết 7 người, cướp đi tài sản giá trị 7 triệu kim tệ. Trong đó chết chính là tiểu thiếp thứ 6 của Trương Bách Thịnh. Còn có một cháu ngoại trai của hắn, cùng với 5 gia đình. Gãy chân đứt chân bị trọng thương có 23 người, vết thương nhẹ hơn 100 người, Trương Bách Thịnh cũng bị cắt đứt một cái chân trái. Bên người Lam Hoàng có một nam tử hoa phục, là trưởng tử của hắn, cũng chính là phụ thân của Lam Huyền cùng Lam Phi, Lam Quang tức giận nói. Cha, lẽ nào để lão thất phu kia tùy ý làm bậy sao? Tùy ý đánh giết trọng thần triều đình, chẳng lẽ hắn muốn tạo phản sao? Lam Hoàng thả chén trà trong tay xuống, ánh mắt lại cười nói. Lam Quang A, ánh mắt của ngươi vẫn quá nông cạn, nhìn không đủ sâu. Nếu Lý Thuần Dương thật sự muốn tạo phản, thì sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa hiện tại chỉ là kiếm chút con ruồi con kiến đánh, không quan hệ đại cục. Lam Quang nói, lẽ nào hắn chỉ là vì phát tiết oán khí khi mình bị giam cầm. Lam Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Lam Quang nói. Ngươi thật sự cho rằng lão thất phu kia dễ dàng bị giam cầm như thế? 8/10 là chính hắn tương kế tự kế, cố ý ẩn giấu một quãng thời gian, nhìn rõ thế cục trước mắt. Đồng thời cũng đem kẻ địch ẩn giấu ở trong bóng tối của Lý gia tìm ra, lại tiện thể phát tài, mấy ngày qua, hắn xét nhà thu được kim tệ, sợ là có hơn 100 triệu đi. Nhiều như vậy, Lam Quang sợ hết hồn, thất thanh nói. Lẽ nào bệ hạ liền mặc kệ sao? Quản, hừ. Lam Hoàng lạnh lùng nói, bệ hạ đã già, còn làm được chuyện gì? Hơn nữa bệ hạ cũng là đang chờ, hắn cũng muốn nhìn một chút, Lý Thuần Dương đến cùng muốn làm cái gì? Như không ngoài dự liệu của ta, muộn nhất ngày kia, Lý Thuần Dương sẽ đem hơn phân nửa tài sản vơ vét sung vào quốc khố. Lúc này Lam Quang mới chợt hiểu nói. Nói cũng phải, những năm gần đây Lý gia vẫn bị bệ hạ áp chế, đặc biệt ở trên tài chính ức chế phi thường lợi hại. Lý gia là hàng năm thu không đủ chi, kha kha, cũng chính là thừa cơ hội này bổ sung một ít của cải. Nhưng hơn 100 triệu kim tệ số lượng quá khủng bố,
nếu hắn không giao lên một nửa, bệ hạ làm sao có thể yên tâm đây? Lam Hoàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt càng ngày càng vẩn đục, tự lẩm bẩm. Lão thất phu kia vào lúc này nhảy ra, chẳng lẽ hắn đã thấy rõ tình thế? Làm sao có thể, vì sao ta lại không thấy được? Lam Quang nói. Cha, ngươi nói thế cuộc, chẳng lẽ là... Lam Hoàng giơ tay lên đánh gãy hắn, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng vì sao bệ hạ bỏ mặc hắn hồ đồ? Chỉ vì chút kim tệ kia, hừ, lẽ nào ngươi không có phát hiện, lão thất phu Lý Thuần Dương kia đối phó những người này, ngoại trừ cùng Lý gia có quan hệ ra, còn lại đều là người của đại vương tử sao? Chi? Lam Quang sợ hết hồn, từ ghế ngồi bật lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngài là nói Lý Thuần Dương đã đứng thành hàng, trước đây không phải hắn chống đỡ đại vương tử sao? Lam Hoàng nói. Trước đây chỉ là thiên về đại vương tử mà thôi, cũng giống như chúng ta vậy, nếu thế cuộc không thể sáng tỏ, là sẽ không dễ dàng thành hàng. Hơn nữa Lý gia suy yếu là sự thật không thể chối cãi, lần này sự kiện của Lý Giật, há không phải là đá thử vàng tốt nhất đối với Lý gia sao? Chỉ cần Lý Thuần Dương ngã xuống, lại ngăn chặn Lý Trường Phong, Lý gia liền xong không thể nghi ngờ. Lý Thuần Dương nhìn rõ ràng, bệ hạ cũng nhìn rõ ràng. Vì lẽ đó Lý Thuần Dương càng không nên dễ dàng đứng thành hàng như thế mới đúng. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì đấy? Chẳng lẽ có tin tức gì chúng ta không biết? Lam Quang cũng nghĩ mãi mà không rõ. Theo lý thuyết đại vương tử phần thắng càng lớn mới đúng, hơn nữa cũng là lòng người hướng về. Lam Hoàng trầm tư nói. Chẳng lẽ hắn muốn được ăn cả ngã về không đánh cược một lần? Nếu phụ tá Tần Nguyệt đăng cơ thành công, vậy hắn không thể nghi ngờ là đệ nhất công thần. Lý gia liền có thể tiếp tục hưng thịnh trăm năm. Hừ hừ, Lý Thuần Dương, thật đúng là có khí phách a, nếu thua, sợ là sẽ vạn kiếp bất phục. Lam Quang nói. Cha, vậy chúng ta có hành động hay không? Không. Lam Hoàng trầm giọng nói. Vào lúc này ngàn vạn lần phải cẩn thận, chúng ta không giống Lý gia. Trong hậu bối con cháu, nhân tài vô số, mà Lý gia ngoại trừ gần đây nhô ra Lý Vân Tiêu, lại không còn người nào. Có điều, Lý Vân Tiêu này đúng là có chút mơ hồ. Trong mắt hắn đột nhiên sáng ngời, ánh sáng bắn ra bốn phía, cả kinh nói. Lý Thuần Dương chịu đánh cược, chẳng lẽ là Lý Vân Tiêu có thể chữa khỏi nội thương cho Tiêu Khinh Vương? Lam Quang cũng giật mình trong lòng, thất thanh nói. Không thể nào, thương thế kia là khuynh cả quốc lực cũng không thể chữa a. Nếu Tiêu Khinh Vương cũng đứng ở bên Tần Nguyệt, vậy cuối cùng thắng bại càng không thể biết. Lam Hoàng hơi thở ra một hơi, cẩn thận nghiêm mặt nói. Lam Quang, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, ở thời điểm thay đổi triều đại này, bất luận làm sao cũng không thể quá sớm bại lộ ý đồ cùng thực lực của mình. Mặc dù không cầu có công, nhưng nhất định không thể có tội, như vậy Lam gia chúng ta mới có thể ở Thiên Thủy Quốc truyền thừa tiếp. Vâng, phụ thân. Lam Quang thận trọng lại xuống. Thời điểm Lý Thuần Dương trắng trợn vơ vét tài vật. Bên đại vương tử Tần Dương là sống một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đều có thuộc hạ chạy đến quý phủ của hắn khóc tố, những người này đều là bộ hạ trực hệ của hắn, cũng không có thiếu là lén lút giúp đỡ mình. Nếu tùy ý Lý Thuần Dương nháo xuống, mà mình không ra tay, điều này làm cho những quan viên dựa vào mình kia sẽ thất vọng. Mấy lần vào triều yết kiến quốc vương, nhưng đều bị từ chối ở bên ngoài, tránh mà không gặp. Tâm tư của Tần chính hắn cũng rõ ràng, Lý Thuần Dương nháo như thế. Chèn ép thế lực Tần Dương, để thực lực hai tên vương tử thoáng cân bằng một hồi, chính là mừng rỡ nhìn thấy. Khó chịu duy nhất chính là phong phú tài lực của Lý gia. Tần Dương mấy lần yết kiến không có kết quả, càng là vạn phần tức giận, bắt đầu triệu tập lực lượng bên cạnh mình tìm kiếm đối sách. Có nói nhịn tiếp, có nói trực tiếp phản kháng, mỗi người nói một kiểu, tâm tư nguyên vốn buồn bực càng thêm cáu kỉnh. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một thanh âm hùng hồn. Ta đến kiến nghị tam sách cho đại vương tử, bảo đảm đại vương tử thuận lợi đăng vị. Tần Dương biến sắc, trong con người bắn mạnh ra tinh mang, hắn đã nghe ra chủ nhân của thanh âm, lạnh giọng nói. Ngươi cái gian tế này, còn dám tới gặp bản vương. Chuyện này tất cả đều là vì ngươi mà lên, nếu đến rồi, liền lưu đầu lại. Hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời từ bốn phía tràn vào rất nhiều võ giả, dồn dập đem ba người vây lại. Lý Dật thấy tình cảnh này, cất tiếng cười to. Đại vương tử ngươi ăn bữa nay lo bữa mai, cớ gì còn muốn giết ta, người duy nhất có thể giúp ngươi đây. Tần Dương lạnh lùng nói.
Chuyện cười, ta chính là vương tử của Thiên Thủy Quốc, ngươi là gian tế của Bách Chiến Quốc, giết ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Hai người phía sau Lý Dật tất cả đều bẩn vũ y màu trắng bạc, sát khí trên người đột nhiên bắn ra, một luồng hơi lạnh nhất thời lan tràn ở trong đại sảnh, nhiệt độ kịch giảm, một ít văn thần càng là lạnh run. Cao Phong ở bên người Tần Dương con ngươi đột nhiên co lại, ở bên tai Tần Dương nói nhỏ. Hai người kia thực lực cực mạnh, tất cả đều là vũ quân cao thủ. Lý Dật kia cũng không đơn giản, dĩ nhiên có tu vi đại vũ sư. Trên mặt Lý Dật lướt qua một nụ cười lạnh lùng, đắc ý ngẩng đầu lên. Lấy thực lực ba người chúng ta, đại vương tử muốn lưu lại chúng ta, sợ là phải trả cái giá cực kỳ thê thảm. Đối với thực lực trước mắt của đại vương tử mà nói, sợ rằng sẽ là đả kích thật lớn. Hắn thấy Tần Dương lặng lẽ không nói, liền nói tiếp. Huống hồ ta tới nơi đây, hoàn toàn là vì trợ giúp đại vương tử một chút sức lực, vì sao không cho ta trước nói xong ba kế sách. Gần đây ta là nghe được phong thanh, nói lão thất phu Lý Thuần Dương kia, tựa hồ đã cùng Tần Nguyệt có tiếp xúc. Tần Dương biến sắc, này chính là việc hắn kiêng kỵ nhất trước mắt, trong hai con ngươi tràn đầy tức giận, trầm giọng nói. Nói. Lý Dật nhanh chân đi lên phía trước, cất cao giọng nói. Lý Thuần Dương bế quan mà ra, thực lực đại tiến, mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến Vũ Vương. Bất kể là thực lực bản thân, hay là thực lực đại biểu quân đội, đều sắp trở thành lực lượng mạnh nhất bên người Tần Nguyệt, đại vương tử khó có thể chống lại. Vì lẽ đó đệ nhất sách của ta, là rời Lý Thuần Dương ra khỏi thủ đô. Trên mặt Tần Dương hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Lý Thuần Dương quyền cao chức trọng. Hơn nữa ỷ vào thân phận, coi như là phụ vương cũng chưa chắc có thể điều hắn đi. Nếu như hai sách lược phía sau của ngươi cũng kém cỏi như thế, chọc người cười, vậy thì không cần nói. Trên mặt Lý Dật lướt qua vẻ tức giận, hừ lạnh nói. Nếu ta dám nói, tự nhiên là có nắm chắc rất lớn. Chuyện này không cần đại vương tử bận tâm, tự ta có thể toàn lực thúc đẩy, đến lúc đó đại vương tử biết thời biết thế là được. Ồ! Trên mặt Tần Dương hiện ra một tia không thể tin tưởng, hồ nghi nói. Ngươi có biện pháp rời Lý Thuần Dương ra khỏi thủ đô? Ta ngược lại rất có hứng thú nghe một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dật khẽ mỉm cười, trong mắt xẹt qua tinh mang, từ tốn nói. Chỗ Thiên Thủy Quốc cùng Bách Chiến Quốc ta giao giới có Côn Kim Thành cùng Đại Mãng Sơn, dã thú trên Đại Mãng Sơn bộc phát, còn có yêu thú trong truyền thuyết hoành hành. Người bình thường khó có thể thông qua. Hơn nữa địa thế đông cao tây thấp, chính là tấm bình phong thiên nhiên, trọng quân quý quốc trấn thủ ở phụ cận Đại Mãng Sơn Bạch Ngân Trấn, dễ thủ khó công, thật là một người giữ ải vạn người khó phá. Mà Kim Sư quân đoàn trấn thủ Bạch Ngân Trấn tựa hồ là người của Đại Vương Tử. Con người của Tần Dương thu nhỏ lại, ngưng tiếng nói. Người muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng. Lý Dật nhẹ rên một tiếng, hai mắt dần dần ngưng tụ lên. Cẩn thận nói. Ta hy vọng mượn một đạo thủ dụ của Đại Vương Tử, để đại quân Bách Chiến Quốc ta mượn đường Đại Mãng Sơn, thủ Ngân Trấn, từ mặt Nam hành quân, một lần vây quanh Côn Kim Thành, vây lại Phi Long quân đoàn cùng Lý Trường Phong. Đùng! Tần Dương một trường chém nước tay vịt, giận dữ hét. Người nghĩ tới ý kiến thật hay. Nếu thủ Ngân Trấn cùng Côn Kim Thành thất thủ, vậy 13 thành phía đông của Thiên Thủy Quốc ta liền hoàn toàn mất đi bình phong. Bại lộ dưới thiết kỵ của Bách Chiến Quốc ngươi. Đến thời điểm đó mất không phải là một trấn một thành, mà là hơn nửa quốc thổ. Lý Dật vội vã cười nói. Đại vương tử không cần nổi giận, chúng ta phái binh chỉ là vì trợ giúp đại vương tử, chỉ cần sự tình vừa thành, tự nhiên sẽ lui ra Côn Kim Thành. Tần Dương cười lạnh nói. Ngươi nghĩ ta là hài tử 3 tuổi sao? Lý Dật, thật không thấy được, ngươi còn có thiên phú nói chuyện cười. Trên mặt Lý Dật hơi đỏ lên nói. Sao đại vương tử không chờ ta đem toàn bộ kế sách nói xong, sau đó cân nhắc được mất, cuối cùng lại trả lời chắc chắn đây. Trong mắt Tần Dương lóe lên một tia sát khí, ngồi trở lại tại chỗ. Lúc này Lý Dật mới tiếp tục nói. Chỉ cần Côn Kim Thành bị phá, chúng ta chặt đứt cung cấp lương thảo, 40 vạn Phi Long quân đoàn của Lý Trường Phong nhiều lắm chống đỡ 3 tháng. Lúc này Lý Thuần Dương cách xa ở thủ đô tự nhiên sẽ ngồi không yên, đến lúc đó điều khiển đại quân rời kinh, lao tới Côn Kim Thành. Chính là thời cơ tốt nhất để đại vương tử làm việc. Hắn liếc mắt nhìn Tần Dương, phát hiện mặt của đối phương không hề có cảm xúc, đang lẳng lặng nghe mình giảng, lúc này mới tiếp tục nói.
Quân đội phụ cận thủ đô chỉ có ba cỗ, một là lấy Lý Thuần Dương cầm đầu thế lực Lý gia, hai là lấy thế lực cấm vệ quân do bệ hạ cầm đầu, ba chính là lấy thế lực Đại Vương Tử cầm đầu. Chỉ cần Lý Thuần Dương rời đi, chúng ta lại lôi kéo Long Khánh, toàn bộ thủ đô liền hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Đại Vương Tử. Lúc này, đệ nhị sách của ta, chính là đánh giết Tiêu Khinh Vương. Trên mặt hắn dần hiện ra sát ý, lạnh lùng nói. Tiêu Khinh Vương nội thương chưa lành, mặc kệ tiểu xúc sinh Lý Vân Tiêu kia có thể chữa khỏi hay không, thực lực đều sẽ mất giá rất nhiều. Đến thời điểm không cần Đại Vương Tử động thủ, ta sẽ phái người thay Đại Vương Tử làm chuyện này, đánh giết Tiêu Khinh Vương. Tần Dương cả giận nói. Vì sao ta phải đánh giết Tiêu thống lĩnh? Người đây là để ta tự hủy Vạn Lý Trường Thành, đến lúc đó quốc nội ai có thể chống lại Vũ Vương cao thủ của Bách Chiến quốc ngươi? Lý Giật cười lạnh nói. Đại Vương Tử đừng quên, nếu Lý Vân Tiêu thật sự chữa khỏi Tiêu Khinh Vương, như vậy Tiêu Khinh Vương sẽ đứng ở bên ngươi hay là bên Tần Nguyệt kia? Đến thời điểm đó bên người Tần Nguyệt tả có Trung Ly Sơn, hữu có Tiêu Khinh Vương, coi như đẩy Lý Thuần Dương rời kinh, ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Trong mắt Tần Dương lóe ra một tia kinh nộ, lặng lẽ không nói. Mình nguyên bản một mảnh tình thế tốt đẹp, tựa hồ từ khi Lý Vân Tiêu xuất hiện, liền bắt đầu trở nên tràn ngập nguy cơ. Hắn cả giận nói. Vậy ta trực tiếp đánh giết Lý Vân Tiêu, không cho hắn cho trị liệu Tiêu Khinh Vương không phải tốt hơn sao? Lý Giật vừa nghe thấy danh tự này liền vạn phần tức giận, sát khí ác liệt nói. Lý Vân Tiêu đương nhiên phải giết, nhưng Tiêu Khinh Vương cũng không thể bỏ qua. Lần trước Đại Vương Tử cũng phái người đi ám sát Tần Nguyệt cùng Lý Vân Tiêu, nhưng kết quả thì sao? Hắn vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Cao Phong ở bên người Tần Dương, trên mặt Cao Phong nhất thời hiện ra một tầng băng xương. Không chỉ ám sát thất bại, trái lại mất đi một tên trấn quốc thần vệ phó thống lĩnh. Điều này làm cho Cao Phong cùng Tần Dương giận dữ không thôi. Lý Giật tiếp tục nói. Đánh giết Tiêu Khinh Vương, Cao thống lĩnh liền có thể leo lên trấn quốc thần vệ tổng thống lĩnh. Đến thời điểm đó toàn bộ trấn quốc thần vệ khống chế ở trong tay Đại Vương Tử, toàn bộ triều chính đều nắm giữ ở trong tay Đại Vương Tử, lo gì đại sự không thành. Tựa hồ Tần Dương cũng bị nói động, trong đôi mắt tinh quang lóng lánh, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Còn có Trung Ly Sơn thì sao? Hắn là lão sư của Tần Nguyệt, có hắn chống đỡ Tần Nguyệt, cũng là một phiền toái lớn. Trong lòng Lý Giật cười gằn không ngớt, nhưng trên mặt lại nghiêm mặt nói. Những năm gần đây thực lực của Trung Ly Sơn cũng tinh tiến không ít, chúng ta không chắc chắn diệt trừ hắn. Nhưng nếu đánh giết Tiêu Khinh Vương, Đại Vương Tử khởi sự, chúng ta có thể phụ trách kiềm chế Trung Ly Sơn, để hắn không rảnh phân thân trợ giúp Tần Nguyệt. Đệ tam sách này, chính là vạn sự đã chuẩn bị, chờ Đại Vương Tử đăng cao vung tay, nhất hồ bá ứng, thiên hạ quy tụ. Nhất hồ bá ứng, thiên hạ quy tụ. Trên mặt Tần Dương có chút đỏ lên, hắn nỗ lực bình phục lại tâm tình của mình, chậm rãi nói. Bách chiến quốc các ngươi muốn chỗ tốt gì? Côn Kim Thành cùng Thủ Ngân Sơn là tuyệt đối không thể cho các ngươi. Hắn cũng mang binh nhiều năm, biết rõ tình thế địa lý quốc gia. Nếu một thành một trấn thất thủ, đến lúc đó thiết kỵ của Bách chiến quốc xuôi nam, hắn ngay cả thẻ đánh bạc cùng đối phương đàm phán cũng không còn. Lý Giật cười to lên, hòa hợp nói. Đại Vương Tử quá lo xa rồi, nếu chúng ta đồng ý trợ giúp Đại Vương Tử như vậy, vậy dĩ nhiên là coi Đại Vương Tử như người một nhà. Bách chiến quốc chúng ta điều kiện rất đơn giản, lần này cuộc chiến thượng vị quốc quý quốc lui ra. Đồng thời ngoại trừ dành cho một ít vật chất trợ giúp ra, lúc mấu chốt phải ở trên vũ lực giúp Bách chiến quốc ta đoạt được vị trí thượng vị quốc. Chân mày Tần Dương cau lại, không tin nói. Chỉ đơn giản như vậy. Lý Giật cười nói. Chỉ đơn giản như vậy. Nói thật, lấy quốc lực Thiên Thủy quốc hiện nay, đã rất khó tranh cướp xếp hạng thượng vị quốc lần sau. Mà Bách chiến quốc ta 5 năm qua tu dưỡng quốc lực, ở dưới sự hướng dẫn anh minh của bệ hạ, quốc lực càng ngày càng mạnh, lần này xếp hạng chi tranh hầu như là vật trong túi. Đương nhiên, đối thủ của hắn cũng rất mạnh mẽ, nên chúng ta cần Tần Dương Vương Tử đến lúc đó toàn lực giúp nước ta leo lên vị trí. Tần Dương bắt đầu trầm ngâm lên, Thiên Thủy quốc rút lui, là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng hắn có hùng tâm, chỉ cần đăng cơ thượng vị, không ra mấy năm, sẽ lần thứ hai leo lên địa vị thượng vị quốc. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên quyết, trầm giọng nói. Ta làm sao có thể tin tưởng sau khi các ngươi vây nhốt Côn Kim Thành sẽ lui binh? Lý Giật cười nói. Coi như chúng ta đi đường vòng vây Côn Kim Thành,
chỉ cần Lý Trường Phong thủ vững bất chiến, chờ đợi Lý Thuần Dương cứu viện, đến thời điểm trong ứng ngoài hợp giáp công chúng ta, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Bài vị chiến sắp tới, Bách Chiến Quốc ta cũng không muốn hao tổn sức mạnh. Lần này xuất binh chỉ là ngăn chặn Lý Thuần Dương, trợ giúp Đại Vương Tử đăng cơ. Hắn lấy ra một danh sách, đưa cho Tần Dương cười nói. Đây là nước ta yêu cầu một ít cần viện trợ vật chất, hy vọng sau khi Đại Vương Tử đăng cơ, cũng có thể thực hiện. Tần Dương nắm qua tờ khai vừa nhìn, nhất thời sắc mặt tái xanh. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được sẽ không tiện nghi, nhưng dọa dẫm cũng quá trần trụi, ngoại trừ lượng lớn kim tệ, lương thực, trang bị ra, còn có 50 kiện huyền binh cấp 1, 15 kiện huyền binh cấp 2, 3 huyền binh cấp 3. 500 viên đan dược cấp 1, 100 viên đan dược cấp 2, 20 viên đan dược cấp 3. Lý Dật, người khinh người quá đáng. Lượng lớn vật chất như vậy, cơ hồ đem thiên thủy quốc ta chuyển hết rồi. Tần Dương nổi giận ném tờ khai ra ngoài, Cao Phong ở bên người dùng ánh mắt hơi cong lên, trên mặt cũng cực kỳ khó coi. Lý Dật khẽ mỉm cười nói. Những đồ vật này đều là vật ngoại thân, cùng vương vị của Đại Vương Tử so sánh, bên nào nặng bên nào nhẹ. Nói vậy Đại Vương Tử Điện Hạ cũng có thể ước lượng ra. Nếu Đại Vương Tử cân nhắc được rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Hắn dùng tay chấm nước, ở trên bàn viết xuống địa chỉ tạm cư của mình, liền mỉm cười rong chơi mà đi. Sắc mặt Tần Dương chìm như nước, ở trong đại sảnh trở nên trầm tư. Một đám thế lực dòng chính của hắn, toàn bộ hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận không ngớt. Lý Vân Tiêu cùng Cổ Vinh còn ở trong thuật luyện sư công hội căng thẳng bế quan. Đây là viên thứ 20 đi. Cổ Vinh xoa xoa mồ hôi trán, từ trong lò luyện đan lấy ra một viên thuốc màu nhũ bạch. Trên mặt hắn tuy rằng khô bạch như lạc diệp, nhưng trong đôi mắt lại là thần quang lấp lóe, vui vẻ không thôi. Hừm, ăn một viên tư hồn đan, sau đó lại tiếp tục. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong trận pháp, nhắm mắt nhẹ giọng nói. Lấy tới một viên thiên điểu đan. Vâng. Cổ Vinh lên tiếng trả lời. Đi tới trước một tấm bàn dài, đem đan dược mình vừa luyện chế để vào trong một hộp ngọc, bên trong đã nằm một đống đan dược giống như đúc, nội tâm Cổ Vinh trở nên vạn phần phức tạp. Những đan dược này gọi là huyền hỏa đan, chính là đan dược cấp 2 hàng thật đúng giá, không phải thuật luyện sư cấp 2 là không thể luyện chế. Nhưng mình dưới sự chỉ điểm của Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên dễ như ăn cháo luyện chế ra, không chỉ như vậy, hơn nữa còn như dây chuyền sản xuất từng viên sản xuất đi ra. Bàn tay hắn mò vào trong hai hộp ngọc khác, vơ vét một hồi, phân biệt mò ra một viên đan dược màu xanh lục cùng một viên màu vàng nhạt, sau khi lấy ra liền nhíu mày. Vân Thiếu, tư hồn đan chỉ còn lại một hạt, thiên điểu đan cũng còn lại không nhiều. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ nhắm mắt, chậm rãi nói. Chờ ăn vào tư hồn đan này, sau khi khôi phục hồn lực, người trước tiên luyện ra một lò tư hồn đan, dừng luyện chế huyền hỏa đan, lại giúp ta luyện chút thiên điểu đan. Ta luyện chế tư hồn đan cùng thiên điểu đan. Thân thể Cổ Vinh chấn động, kích động nói. Vân Thiếu, ngươi muốn đem đan phương của tư hồn đan cùng thiên điểu đan truyền cho ta. Lý Vân Tiêu hơi khẽ cau mày, lúc này mới dương đôi mắt, tiện tay ném ra một tấm đan phương, lạnh lùng nói. Theo ta lâu như vậy, làm sao ngươi còn như một người mới? Này chỉ là đan dược cấp thấp mà thôi, cũng chính là hàng vỉa hè, kích động cái gì? Không bình tĩnh như thế. Cổ Vinh vội vã chạy tới nhặt lên đan phương ở trên đất, kích động đến cả người run cầm cập, vẫn không có ăn vào tư hồn đan, thật giống như đã hoàn toàn khôi phục. Hắn không dám lên tiếng nữa, chỉ lo lần thứ hai bị mắng. Tuy rằng bị mắng cũng không phải chuyện xấu gì. Tư hồn đan này tuyệt không phải là hàng vỉa hè gì, mà là một loại sản phẩm thăng cấp của dưỡng hồn đan cấp 1, là đan dược cấp 2, nhưng so với một ít đan dược dưỡng hồn cấp 2 còn muốn lợi hại. Dĩ vãng sau khi hồn lực của Cổ Vinh hao hết, dùng đan dược cấp 2 khác, ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Hiện tại uống loại tư hồn đan này, lại chỉ cần 1 ngày thời gian. Đây tuyệt đối là một tình huống kinh người, tương đương với đem hiệu suất của thuật luyện sư tăng cao gấp 3. Cộng thêm hiệu quả rèn luyện đối với hồn lực, cũng trực tiếp đề cao 3 lần. Nếu truyền đi, đừng nói quanh thân đều là thuật luyện sư công hội cấp 5. Sợ là thuật luyện sư công hội cấp 4 của Hỏa Ô Đế Quốc cũng sẽ phái người đến đòi hỏi. Không cẩn thận còn có thể chọc họa sát thân. Còn có thiên điểu đan này, cũng không phải tồn tại đơn giản. Căn cứ lời giải thích của Lý Vân Tiêu, là đan dược võ giả bình thường dùng tăng cao thực lực,
tuy rằng vị rất tốt, sau khi ăn cực kỳ thoải mái, nhưng dựa vào đan dược tăng lên sức mạnh trước sau sẽ tồn tại mầm họa. Mà loại thiên điểu đan này không phải đan dược tăng cao thực lực phổ thông, mà là một loại đan dược mang theo độc tính kích thích thân thể. Nó không phải thông qua bản thân ẩn chứa sức mạnh cho võ giả hấp thu, mà là thông qua ôn hòa kích thích, không ngừng kích phát tiềm năng trong cơ thể, đạt đến kỳ hiệu để thân thể cùng kinh mạch cùng rèn luyện. Khuyết điểm chính là vị cực tệ, sau khi ăn vào cả người đâm nhói, giống như ngàn điều mổ thân. Nhưng người theo đuổi võ đạo, cái nào không phải loại cực kỳ cứng cỏi, điểm ấy đau khổ lại được cho là cái gì? Lý Vân Tiêu dùng viên thiên điểu đan cuối cùng, tiếp tục ngồi xếp bằng ở trong trận pháp tu luyện. Toàn bộ chuyện luyện đan, trên căn bản đều là Cổ Vinh thao tác. Tuy rằng mệt gần chết, nhưng nội tâm Cổ Vinh so với cái gì đều muốn hài lòng, hận không thể cả đời luyện chế xuống như vậy. Sau khi hắn ăn vào tư hồn đan, cũng ngồi ở đối diện Lý Vân Tiêu, bắt đầu tư dưỡng hồn phách của mình, chỉ cảm thấy từng luồng tâm ý mát mẻ chảy vào linh đài, thoải mái thích ý không nói ra được. Hơn nữa lần tốc độ khôi phục này, tựa hồ so với dĩ vãng còn nhanh hơn không ít, linh hồn chi hỏa tựa hồ hơi có sao động lên. Đây là... Cổ Vinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dĩ nhiên là điềm báo trước muốn xung kích cấp 2. Lúc trước một lần xung kích cấp 2 bị cắt đứt, để hắn dị thường thất vọng, nhưng lần đó là vì lĩnh ngộ thuật luyện chi đạo, không hiểu ra sao tự nhiên cảm ngộ đến bình cảnh cấp 2, từ đó gợi ra xung kích. Hắn cũng biết chỉ là một lần gặp may đúng dịp, dựa vào hồn lực ngay lúc đó căn bản không thể vượt qua, thế nhưng nhiều lần chìm đắm ở trong loại trạng thái kia, liền thêm một phần kinh nghiệm cùng cảm ngộ, đối với sau này xung kích có chỗ tốt cực lớn. Nhưng lúc này mới bao lâu, làm sao sẽ lần thứ hai xung kích? Nội tâm Cổ Vinh có chút phát mộng, nhưng không dám khinh thường, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển luyện hồn thuật mà Lý Vân Tiêu dạy hắn, đem hồn lực của mình chậm rãi ngưng tụ ở trong óc, cảm thụ linh hồn chi hỏa rung động. Loại tiết tấu run rẩy kia càng ngày càng mạnh, kéo sinh mệnh bước đi, hỏa diễm linh hồn muốn xông ra gông xiềng, tiến vào một thiên địa hoàn toàn mới. Cổ Vinh nhìn xuống vẻ kích động mãnh liệt, nội tâm đại hỉ như điên, loại tiết tấu xung kích này, đúng là thời điểm mình xung kích cấp 1 cảm nhận được, chính là điểm báo trước thành công. Đột nhiên một thanh âm dồn dập ở trong phòng luyện chế ầm ầm nổ vang. Vân Thiếu, gia tộc của ngươi xảy ra vấn đề, Lương Văn Vũ đại sư để cho ta tới gọi ngươi xuất quan. Chính là Lục Giao lo lắng truyền âm vào. Phốc, Cổ Vinh đang ở ngàn cân treo sợi tóc, bị thanh âm này chấn động, nhất thời tâm thần thất thủ, phun ra một ngụm máu tươi. Ánh sáng trong hai con ngươi dần dần ảm đạm xuống, tiết tấu của linh hồn chi hỏa trong óc hoàn toàn bị quấy dày, bắt đầu ở trong linh đài tàn phá. Vân Thiếu, ta. Trong lòng Cổ Vinh kinh hoàng, tình huống linh hồn chi hỏa bạo ngược này hắn chưa từng trải qua, nhưng ở trong bút ký của không ít thuật luyện đại sư đã nghe miêu tả, là một loại bão táp linh hồn cực kỳ lợi hại, nhẹ thì linh hồn bị thương, nặng thì ý thức hải tách ra, triệt để mất đi ý thức, trở thành người sống đời thực vật. Đùng. Không biết khi nào, Lý Vân Tiêu đã đi đến trước mặt hắn, cánh tay nhẹ nhàng khoát lên trên bả vai của hắn, nhẹ giọng nói. Mở hai mắt ra, nhìn ta. Lời nói của hắn tựa hồ có một loại ma lực, Cổ Vinh không tự chủ liền ngẩng đầu lên, mở hai mắt kinh hoàng, đón ánh mắt của Lý Vân Tiêu. Trong hai con ngươi của Lý Vân Tiêu bắt đầu yêu dị, biến thành hồng nguyệt uốn cong, sau lưng là màu đen vô cùng vô tận, Cổ Vinh cảm giác mình phảng phất bị hút vào trong thế giới này. Đột nhiên toàn bộ hồng nguyệt cùng màu đen ầm ầm tán loạn, trong thiên địa mây tán thấy thanh thiên, hiện ra một mảnh thanh minh, ở trên trời cao, mơ hồ xuất hiện điểm điểm ánh vàng. Những điểm sáng vàng kia đột nhiên ngưng tụ lại, hiện ra một hàng chữ lớn, kim quang chói mắt mà xuống. Đại diễn thần quyết. Trong nháy mắt bốn kim quang đại tự hiện hình, Cổ Vinh cảm giác hai mắt của mình bị ngàn vạn kim châm đâm vào trong đó, càng có một luồng sức mạnh khiến linh hồn hắn run rẩy trực tiếp nhảy vào ý thức hải, nhanh chóng tỏa ra. Phốc. Hắn kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, lần thứ hai phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động nổ vang. Thống khổ ngã trên mặt đất, mất đi chi giác. Hai con người của Lý Vân Tiêu khôi phục bình thường, hắn kiểm tra cho Cổ Vinh một chút, từ trong lòng lấy ra một viên kim châm, trực tiếp xen vào trong óc của hắn. A! Cổ Vinh kêu thảm một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên. Lý Vân Tiêu một cước đá vào trên người hắn mắng. Điểm ấy thống khổ liền ngất đi, yếu đuối như đàn bà, sau này làm sao theo ta lăn lộn. Cổ Vinh oan ức ôm đầu, khóc kể lể. Vân Thiếu,
ta thật thảm a, vừa nãy thật vất vả lần thứ hai xung kích cấp 2, chỉ lát nữa là thành công. Chuyện này, bằng hữu của ngươi, thật đúng là khắc tinh của ta a. Ô ô ô, Lý Vân Tiêu hừ nói. Cấp 2, ngươi không phải đã cấp 2 rồi sao? Hả? Cổ Vinh sững sờ, lập tức phát hiện trong ý thức hải của mình một mảnh thanh minh, tâm ý nhẹ nhàng khoan khoái chưa bao giờ có ở trong linh hồn chảy xuôi, hắn trong nháy mắt nhảy lên, thất thanh nói. A, à, ha, ha, ha ha, cấp 2, đúng là cấp 2 a, à, ha ha. Ta thật sự thăng lên cấp 2, a, à, trời ạ, à, này không phải nằm mơ chứ. Vân Thiếu, người đánh ta một hồi, mạnh mẽ đánh ta một hồi, nhìn có phải là nằm mơ hay không? Lý Vân Tiêu một quyền trực tiếp nện ở trên ngực hắn, cả người hắn trong nháy mắt bị đánh vào sàn nhà, mặt đất do kim cương thạch xây thành trực tiếp bị rạn nứt. Con người của Cổ Vinh lồi đi ra, hé miệng, lần thứ hai phun ra một ngụm máu lớn. Ngực hắn đau nhức, toàn bộ xương vỡ vụn, một bên thống khổ nối liền xương cho mình, một bên giãy giụa bò lên, vẻ mặt đưa đám nói. Vân Thiếu, ta nói đánh ta một hồi, cũng không cần thật sự tàn nhẫn như thế đi. Hắn đột nhiên im bặt, giật mình nói. Vân Thiếu, ngươi, lực lượng này. Lý Vân Tiêu hơi than thở. Dùng nhiều thiên điểu đan như vậy, cũng mới đột phá đến lục tinh võ sĩ. Xem ra dược lực này đối với thân thể của ta mà nói, đã không tính là gì, rất khó tiếp tục kích phát tiềm năng. Có điều cũng coi như có lợi, ta cũng đột phá đến thuật luyện sư cấp 2. Cường độ cơ thể hắn ở dưới bá thiên luyện thể quyết rèn đúc. Đã xa xa không phải võ sĩ có thể so sánh, thiên điểu đan đối với thân thể cùng kinh mạch kích thích càng ngày càng yếu. Hắn lấy ra huy chương thuật luyện sư, thưởng thức nói. Cuối cùng cũng coi như xứng đáng với tấm huy chương này. Cổ Vinh dại ra một hồi, kêu trời trách đất nói. Trời ạ, này còn có thiên lý sao? Vân Thiếu, lần thứ nhất ta nhìn thấy ngươi, ngươi thật giống như ngay cả võ sĩ cũng không phải a. Thuật luyện sư cũng không phải. Một người giống như phế vật, lúc này mới bao lâu? Dĩ nhiên trực tiếp đến lục tinh võ sĩ, cấp 2 thuật luyện sư. Ta, trái tim ta không chịu được. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vậy ta thay trái tim cho ngươi. Cổ Vinh sợ đến run một cái, vội vàng tránh ra. Hiện tại ngực hắn còn đau nhức, hơn nữa máu me khắp người, dị thường chật vật. Vân Thiếu, ngươi nghe thấy không? Ra ngươi có việc gấp. Lương Văn Vũ đại sư để cho ta tới gọi ngươi xuất quan. Âm thanh của Lục Giao lại vang lên. Lý Vân Tiêu đi tới trước bàn, liếc mắt nhìn vài loại đan dược đặt ở trên bàn, toàn bộ cất đi. Lúc này mới đánh ra vài đạo linh quyết, nhất thời đem cửa luyện chế thất từ từ mở ra. Trong nháy mắt cửa mở ra, liền nhìn thấy thân ảnh yểu điệu của Lục Giao nhanh chóng lùi về sau, sợ hãi rút vào một chỗ, tự hồ sợ người bên trong đột nhiên ra tay. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta là người không có phong độ như thế sao? Lại thế nào, cũng không thể đối với mỹ nữ động thủ a. Lục Giao mặt đỏ lên, vội vàng nói. Vân Thiếu, không tốt, nghe nói phụ thân ngươi Lý Trường Phong bị đại quân Bách Chiến Quốc vây nhốt ở Côn Kim Thành, đoạn tuyệt tin tức. Tĩnh Quốc Công giận dữ, đang muốn xuất lĩnh đại quân đi cứu viện, vì lẽ đó cho chúng ta biết để ngươi xuất quan, trở lại chủ trì sự vụ Lý gia. Đại quân Bách Chiến Quốc vây nhốt Côn Kim Thành. Con ngươi Lý Vân Tiêu thu nhỏ lại, sắc mặt dần lạnh xuống, lạnh giọng nói. Mới bế quan mười mấy ngày, liền huyên náo long trời lở đất cho ta. Xem ra có mấy người ngứa ra, chán sống, vậy ta không ngại để cho các ngươi đều thoải mái một hồi. Hắn cũng không quay đầu lại liền hướng bên ngoài thuật luyện sư công hội bước đi, Cổ Vinh cũng không kịp thay quần áo vội vàng đi theo. Trong lòng Lục Giao hơi lạnh lẽo. Mặc dù vừa nãy Lý Vân Tiêu nói tới bình thản không có gì lạ, nhưng để nội tâm của nàng cảm thấy lạnh cả người. Nàng khẽ lắc đầu một cái, những việc này không phải là mình có thể quản, vẫn là làm tốt phận sự của người phục vụ đi. Chỉ có điều, hy vọng Vân Thiếu không nên gặp chuyện xấu mới tốt. Nàng lắc lắc đầu liền tiến vào trong phòng luyện chế, dự định quét tước sửa sang một chút. Mới vừa vào định nhãn nhìn lại, nhất thời hai mắt mở to, trời ạ! Bên trong đã thành hình dáng gì, hoàn toàn rách rách dưới dưới, không chỉ có trận pháp hủy hoại, ngay cả vách tường cùng sàn nhà, tất cả đều nứt ra vô số vết rạn, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Này, đây chính là gian luyện chế thất tốt nhất thuật luyện sư công hội a. Lương Đại Sư,
nàng lấy lại bình tĩnh, vội vàng hướng về nơi ở của Lương Văn Vũ chạy đi. Kế Mông ở trước cửa thuật luyện sư công hội đã ngồi 3 ngày, ngồi xếp bằng tĩnh tu, người đến người đi ở xung quanh hắn cũng không thèm để ý chút nào. Ngồi xuống chính là 3 ngày, tình cờ có người quen biết đi ngang qua, cũng kinh ngạc không thôi. Lục Giao lòng tốt đưa nước và thức ăn cho hắn, cũng bị cự tuyệt. Hắn cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở đó, đối với hết thảy sự vụ chẳng quan tâm, cho rằng là phòng luyện công, an tâm tiềm tu. Mãi đến khi Lý Vân Tiêu mang theo Cổ Vinh từ trên lầu đi xuống. Mấy ngày qua lần thứ nhất Kế Mông dương đôi mắt, đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Tất cả mọi người cảm nhận được khí chàng mạnh mẽ của hắn, dồn dập ngơ ngác thối lui qua hai bên, nhường ra một con đường, đối diện là Lý Vân Tiêu một mặt điềm tĩnh. Kế Mông bước ra mấy bước, nháy mắt liền tới trước người Lý Vân Tiêu, hai sâu sắc lạy xuống, cất cao giọng nói. Kể từ hôm nay, Kế Mông đồng ý đi theo Vân Thiếu, thề sống chết phục tùng mệnh lệnh của Vân Thiếu. Nguyện Vân Thiếu truyền cho ta võ đạo càng cao hơn. Cho đến ngày nay, sau khi lĩnh ngộ đào hoa tiểu thi, hắn mới triệt để bái phục Lý Vân Tiêu, cam tâm tình nguyện, phục sát đất đồng ý vì hắn ra sức. Tất cả mọi người trong thuật luyện sư công hội đều nghe được rõ ràng, dồn dập kinh ngạc nhìn thiếu niên này, suy đoán thân phận của hắn. Những người biết thân phận Kế Mông kia, càng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ nhìn Lý Vân Tiêu. Không ít người cũng dồn dập nhận ra thân phận của Cổ Vinh, nhìn hắn chật vật đi theo phía sau Lý Vân Tiêu, càng là từng cái há to mồm, đủ để nhét vào dưa hấu. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn nói. Hơn 10 ngày, mới lên nhị tinh, xem ra thiên phú của ngươi cũng rất bình thường. Muốn đi theo ta, phải xem ngươi nỗ lực cùng trả giá. Những người xung quanh biết thân phận của Kế Mông, còn có Cổ Vinh, cũng là ngơ ngác giật nảy cả mình, Kế Mông là người nào? Đại vũ sư cấp cao thủ, võ đạo càng về sau lên cấp càng là thiên nan vạn nan, đến trình độ đại vũ sư, mỗi một bước đều khó như lên trời. Nghe thiếu niên này nói, Kế Mông dĩ nhiên ở trong 10 ngày liền vượt qua hai tinh, sao có thể có chuyện đó? Càng làm cho bọn họ sệ mặt chính là, 10 ngày lên hai tinh, ở trong mắt thiếu niên này, lại còn là thiên phú rất bình thường. Ngoại trừ Cổ Vinh ra, nội tâm tất cả mọi người đều thầm mắng lên, ngoá, tiểu tử này thật không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà trên mặt Kế Mông hơi có vẻ xấu hổ, nghiêm nghị nói. Kế Mông ngu dốt, cô phụ Vân Thiếu kỳ vọng, nhưng người xưa nói, cần có thể bù chuyết, ta tất sẽ nỗ lực so với người khác nhiều gấp bội, gấp trăm lần, đi theo Vân Thiếu vì ngài ra sức. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Viễn cổ tới nay, phàm là tồn tại có thể thành tựu vô thượng võ đạo, ngoại trừ thiên phú siêu nhân ra, càng trọng yếu hơn chính là tâm tính cùng kiên trì. Tâm tính của ngươi rất tốt, ta thích, từ ngày hôm nay, ngươi chính là thân tín của ta. Kế Mông đại hỉ, rất tự nhiên đứng ở phía sau hắn, cùng Cổ Vinh đặt ngang hàng. Thần sắc Cổ Vinh hâm mộ, lấy lòng nói. Vân Thiếu, kế thống lĩnh là thân tín của ngài, vậy ta thì sao? Lý Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói. Ngươi không phải nô tài của ta sao? Chờ ngươi thăng lên cấp 4, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm thân tin. Nô tài. Cấp 4. Người ở xung quanh nghe được rõ rõ ràng ràng, tất cả đều trợn to tròng mắt, không ít người đều giật mình cắn đầu lưỡi, đau đến gào gào kêu to. Càng làm cho bọn họ giật mình chính là, Cổ Vinh trong ngày thường cao cao tại thượng, mắt lạnh nhìn người lại không hề có một chút tức giận. Trái lại sầu mi khổ kiểm nói. Muốn thăng cấp 4, đó là sự tình năm nào tháng nào a? Vân Thiếu, ngươi liền để ta đi theo ngươi đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Xem biểu hiện của ngươi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Mấy ngày nay ngươi khổ cực, luyện chế cho Kế Mông 10 viên thiên điểu đan. Nơi này nhiều người vây xem như vậy, coi chúng ta là hầu tử sao. Những chuyện khác sau này hãy nói. Cổ Vinh liên tục gật đầu. Ánh mắt lập tức lạnh lẽo, hướng về bốn phía từng cái quét tới, phàm là người bị ánh mắt của hắn nhìn sang, tất cả đều là trong lòng phát lạnh, cảm giác khí lạnh ngập trời, run cầm cập mấy lần vội vàng quay đầu lại. Nội tâm dồn dập thầm nghĩ, còn tưởng rằng nhận lầm người này đúng là Cổ Vinh đại sư a, ánh mắt lạnh lẽo giết người kia so với trước đây càng sắc bén. Trời ạ, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Ba người không để ý tới chúng nhân chung quanh, trực tiếp ra thuật luyện sư công hội. Ngoài cửa song song đứng một đám người, vẻ mặt nghiêm nghị, khí thế trên người tản mát ra, mơ hồ có uy thế tràn ngập. Cầm đầu là một bạch y nữ tử mặc che mặt,
vừa thấy bọn họ, nhất thời khẽ cười nói. Bạch Mâu phụng Tần Nguyệt Vương tử chi mệnh, ở đây chờ đợi Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu cười nói. Xem ra ta mặt mũi thật to a, dĩ nhiên làm phiền Bạch thống lĩnh tự mình nghênh tiếp. Bạch Mâu nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Hiện tại thủ đô thế của căng thẳng, Nguyệt Vương tử sợ có hạng giá áo túi cơm làm hại Vân Thiếu, vì vậy phái ta tới đây nghênh tiếp. Nàng kéo qua ba thất tuấn mã cao lớn, để ba người Lý Vân Tiêu phân biệt chia ngồi, một đám người chậm rãi hướng về Tần Nguyệt Vương phủ mà đi. Khoảng thời gian này bên trong thủ đô thường thường có rất nhiều binh lính cất bước, dân chúng cũng tập mãi thành quen, nhưng không ít người nhạy cảm, đều ngửi được khí tức của sự kiện lớn, dồn dập lắc đầu thở dài. Thời điểm nhân mã xuyên qua một con đường trước Nguyệt Vương phủ, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay vụt ra vô số mũi tên, lực lượng to lớn, mơ hồ có tiếng xé gió, nhắm về phía đoàn người bắn tới. Mũi tên nhiều như lông trâu, khắp trời bay múa hạ xuống, rất có tư thế che kín bầu trời. Bảo vệ tốt Vân Thiếu cùng cổ đại sư. Con người của Bạch Mâu thu nhỏ lại, sau khi ra lệnh một tiếng, thân thể từ trên lưng ngựa bay lên, trong tay biến hóa ra một đạo pháp quyết, từ tay phải bắn nhanh ra. Một đạo hào quang màu xanh lục ở trên không trung nổ tung thành vô số lợi khí bé nhỏ, phá không bắn ra. Nhất thời từ bốn phía truyền đến mấy tiếng kêu rên thảm thiết. Thân thể Bạch Mâu bay trên không trung, lượng lớn mưa tên bắn về phía nàng, nhưng giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở, khó có thể tinh tiến mảy may, toàn bộ rơi xuống. Nàng một chiêu đắc thủ, thuận thế dẫm phi tiễn phóng tới, bóng người rất nhanh bắn tới xa xa, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Nàng mang tới nhân mã đón tiếp Lý Vân Tiêu đều là người của Trấn Quốc Thần Vệ, mỗi cái chí ít đều có tu vi võ sư, mưa tên đầy trời tuy rằng sắc bén, nhưng khó có thể thương bọn họ mảy may. Sau khi luống cuống tay chân chốc lát, liền ứng phó thuận buồm xuôi gió. Lý Vân Tiêu cùng Cổ Vinh ở dưới kế mông bảo vệ, cũng không mất một sợi tóc. Lý Vân Tiêu từ trên mặt đất nhặt lên một mũi tên, dùng sức gập lại, ca một tiếng gãy vỡ ra. Hắn tiện tay ném ra ngoài nói. Đây là dùng thanh trúc thiết mộc chế thành mũi tên, chính là cường nỏ phân phối cho quân đội. Kế mông cau mày nói. Ngài nói những người này là của Đại Vương Tử. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Xác nhận không thể nghi ngờ. Ngươi phải cẩn thận, đối phương không phải chỉ phái những lâu la này đến, chính chủ muốn xuất hiện. Quả nhiên, ở phía xa sau khi không ngừng truyền đến kêu rên thảm thiết, Bạch Mâu tựa hồ gặp gỡ kình địch, không ngừng truyền đến nguyên lực gợn sóng, hiển nhiên là đối cứng ngạnh bính lên. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một âm thanh dữ tợn. Giết cho ta, không giữ lại ai. Nhất thời mấy chục bóng người dồn dập từ bốn phương tám hướng xuất hiện, dũng mãnh lao lại đây, mỗi người đều là hắc y che mặt, nhưng mỗi cái thân thủ bất phàm, dĩ nhiên tu vi tất cả đều là võ sư trở lên. Vọt vào trong đội ngũ của Lý Vân Tiêu, nhất thời rơi vào trong khổ chiến hỗn loạn. Lý Vân Tiêu hướng chủ nhân của thanh âm kia nhìn tới, nhất thời nở nụ cười nói. Hóa ra là ngươi a, lão bát. Lý Giật giận tím mặt, chỉ vào Lý Vân Tiêu hận đến nghiến răng, cả giận nói. Lần trước có Lạc Vân Thường xuất thủ cứu ngươi, lần này xem ngươi làm sao thoát chết. Hai vị sư huynh giúp ta ngăn cản những người khác, ta muốn tự tay giết chết tên xúc sinh kia. Hai người phía sau hắn chính là cao thủ Bách Chiến Quốc vẫn ẩn núp ở bên cạnh hắn, cùng với hắn là đồng môn sư huynh. Phân biệt là Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn, hai người đều là vũ quân cấp cao thủ. Quảng Nguyên Giáp chính là người ngày đó ở Lý Gia Tiểu Việt, mang theo Lý Giật trốn đi, hắn nhìn chằm chằm kế mông, xem thường cười to lên. Sư đệ yên tâm, những tạp ngư này một cái cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm đem thịt trên người tiểu tử kia đao đao cắt đi. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Nguyên lai nô tài ngươi nổi lên phản chủ chi tâm. Cũng được, ngươi đã là nô tài của Lý gia ta, cái gọi là một ngày làm nô, cả đời là nô. Vậy thì do Lý gia đại thiếu gia ta tự mình thanh lý môn hộ đi. Bớt xính miệng lưỡi, ta muốn tính mạng ngươi. Lý Giật cũng không nhịn được nữa, hắn vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu thản nhiên nhàn nhạt, trong lòng liền bốc lên lửa giận vô hình. Hận không thể đem Lý Vân Tiêu xé thành phấn vụn, lại dùng chân đạp trên vô số lần. Nhiều ngày tích lũy lửa giận, rốt cục vào đúng lúc này bộc phát ra, huyền binh bảo kiếm trong tay hắn đột nhiên phát sinh từng trận long ngâm, cả người bắn mạnh lên, quay về phía Lý Vân Tiêu chém tới. Kế mông đang muốn hộ chủ, một luồng uy thế vô cùng bá đạo hướng hắn vọt tới. Quảng Nguyên Giáp cười lớn một tiếng. Đại vũ sư nho nhỏ,
đối thủ của ngươi là ta. Đem thế võ cả người triển khai ra đi, để ta hảo hảo vui đùa một chút, đừng có một chiêu liền chết, vậy thì không hứng thú. Trường thương của hắn phá không mà đến, trên thân thương hàn băng điểm điểm, nhiệt độ chợt giảm xuống, trực điểm mi tâm của Kế Mông. Trong lòng Kế Mông cảm giác nặng nề, không dám bất cẩn, vội vàng đem kiếm xoay chuyển trở về, hướng trên thân thương quét tới. Nguyễn kiếm của hắn rũ ra điểm điểm kiếm hoa, trực tiếp xuyên phá hàn băng, ánh kiếm điểm ở trên thân thương, nhất thời tuôn ra một đạo băng hoa, hướng bốn phía tản đi. Trường thương trong tay Quảng Nguyên Giáp lập tức bị đẩy ra phương hướng, nội tâm hắn kinh hãi, mình là vũ quân, làm sao có khả năng bị một đại vũ sư đánh văng ra thương mang. Hắn thất thần ngắn ngủi, liền nhìn thấy kiếm hoa của Kế Mông lóe lên, tựa hồ có hoa ảnh đầy trời hạ xuống, cuốn sạch về phía Lý Dật mà đi. Hắn nhất thời kinh hãi, vội vàng giơ cao thân thương, quét ngang một thế giới, hướng về trên người Kế Mông ép đi. Lý Vân Tiêu lấy ra một viên đan dược ném cho Kế Mông nói. Ăn vào viên thuốc này, ngăn cản hai tên vũ quân kia cho ta, chờ ta giết nô tài này xong lại tới trợ giúp ngươi. Ngăn cản hai tên vũ quân, ha ha, ngươi cho rằng Kế Mông là vũ vương cao thủ sao, thật không biết trời cao đất rộng. Lý Dật châm chọc nói. Bằng ngươi chỉ là võ sĩ cũng muốn giết tam tài cảnh đại vũ sư như ta. Thật là chuyện cười. Không có Kế Mông quấy rầy, hắn lần thứ hai rũ ra hàn kiếm, hướng về trên người Lý Vân Tiêu đâm tới. Sắc mặt Kế Mông bình tĩnh, tiếp nhận đan dược của Lý Vân Tiêu, nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liền trực tiếp nuốt vào, nhất thời một luồng sức mạnh kỳ dị ở trong đan điền vận chuyển lên, rất nhanh lưu chuyển toàn thân, kinh mạch trên người ở dưới cỗ sức mạnh kia không ngừng bị xung kích. Bắt đầu bành trướng, thân thể thật giống như xung khí lớn thêm mấy phần. Cổ Vinh ở một bên căng thẳng nhìn chằm chằm Kế Mông, hắn ngược lại không lưu ý Kế Mông sống chết, mà vì viên thuốc vừa nãy là hắn tận mắt thấy Vân Thiếu luyện chế ra Bạo Nguyên đan bản tăng cường, hắn rất muốn biết hiệu quả làm sao. Quảng Nguyên Giáp xem thường cười lạnh nói. Hừ, Bạo Nguyên đan, đại vũ sư chính là đại vũ sư, lại dùng thuốc gì đi nữa, ở dưới vũ quân cảnh giới, vẫn như cũ là run rế. Kế Mông cũng nhận ra được Bạo Nguyên đan này dị thường, hắn vốn là cửu tinh đại vũ sư, theo lý dưới tác dụng của Bạo Nguyên đan, nhiều lắm là phát huy ra thực lực cửu tinh đỉnh cao. Bởi vì Bạo Nguyên đan có một đặc tính, là độ tinh khiết quyết định nguyên lực tăng vào đột phá, thế nhưng bất luận tinh thuần ra sao, cũng tuyệt đối không cách nào đột phá một đại cảnh giới. Dù cho là cửu tinh đỉnh cao đại vũ sư dùng, thực lực cũng không có thể đột phá đến vũ quân đi. Nhưng để Kế Mông dị thường giật mình chính là mình nguyên lực tăng vọt đến cửu tinh đỉnh cao đại vũ sư cấp độ sau, vẫn như cũ còn đang không ngừng liên tục tăng lên, căn bản mặc kệ thân thể có hay không chịu nổi, một đường đi lên trên xung kích, mấy cái trong chớp mắt liền đẩy đến đại vũ sư đỉnh cao bình cảnh. Một luồng cảm giác ngột ngạt khó có thể nói đem toàn thân Kế Mông chướng đỏ chót, bắp thịt càng thô to mấy phần, cảm giác thật giống muốn bạo thể mà chết, từng luồng khí tức từ trên người tràn ngập ra. Ngay cả Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn cũng ngạc nhiên nhìn. Thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không tự bạo thể chết đi chứ. Hống, hống, hống. Đột nhiên tiếng gào thét kinh thiên từ trong miệng Kế Mông phát ra, hắn ngửa mặt lên trời gào to ba tiếng, khí thế trên người lần thứ hai tăng vọt một bậc thang. Loại dấu hiệu đầy người đỏ chót, bắp thịt phồng lên kia cũng biến mất không gặp, cả người hoàn toàn hồi phục bình thường. Cộng thêm một luồng khí tức yên tĩnh sơ xác, ở trong tròng mắt hắn bắt đầu lan tràn ra. Cái gì? Khí thế kia, Quảng Nguyên Giáp kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, căn bản là khó có thể tin tưởng được. Ngư Nguyên Văn cũng là con mắt trợn như chuông đồng, thất thanh kêu lên. Vũ quân, dĩ nhiên đạt đến vũ quân cảnh giới. Thiên, vừa nãy đó là đan dược gì? Dĩ nhiên có thể để người ta đột phá đại cảnh giới. Quảng Nguyên Giáp sắc mặt âm trầm như nước, dữ tợn nói. Coi như đột phá đến vũ quân thì lại làm sao? Chỉ là cường độ nguyên lực đạt đến mà thôi, đối với võ đạo cảm ngộ còn kém xa. Để ngươi xem một chút, vũ quân chân chính cùng ngươi cái giả vũ quân này, đến cùng khác nhau bao lớn. Trường thương của hắn nhắm thẳng vào, quát khẽ. Khai sơn ngân dực thương, giải phong. Từng vòng nguyên lực gợn sóng từ thân thương truyền ra, nguyên bản trường thương toàn thân xám trắng, trong phút chốc trở nên ánh bạc lấp lóe, từng vòng sáng màu bạc từ trên thân thương dập dần ra, vẻn vẹn chỉ là thương uy. Cũng đã để không ít võ sư cảm thấy tâm thần bất ổn, dồn dập lui lại. Hàn băng thực hồn. Quảng Nguyên Giáp hét lớn một tiếng,
nguyên khí trong chu vi 10 mét tựa hồ bị hấp thu hết sạch, hóa thành đạo đạo hàn băng khí, giống như mạn thiên hoa vũ, bay tung tóe mà xuống. Cánh tay của hắn chấn động, mũi thương qua lại ở trong hàn khí, phá không mà trên. Lần này hắn đã là toàn lực làm, mặc dù đối phương dựa vào đan dược, nhưng cũng đã đạt đến vũ quân cảnh giới, hắn không dám bất cẩn, vô cùng cẩn thận, toàn lực tấn công. Kế mông ở sau khi phá tan cửa ải vũ quân cảnh giới, một loại sức mạnh cùng tâm tình chưa bao giờ có tràn vào trong óc. Trong nháy mắt đột phá, đối với võ đạo nhận thức cùng lĩnh ngộ, lần thứ hai đạt đến tầng thứ mới. Lý Vân Tiêu ở thuật luyện sư công hội lưu lại thi từ, ở trong đầu của hắn từng cái thoáng hiện, một loại lĩnh ngộ hoàn toàn mới hiện lên ở trong óc, có cảm giác như thể hồ quán đỉnh, phúc trí tâm linh. Thời khắc này lên cấp, không chỉ là sức mạnh. Đến hay lắm, linh xà kiếm, giải phong. Ánh mắt của kế mông như điện, khí thế trầm ổn. Hắn hoàn toàn quên mình là dựa vào đan dược tăng lên, thật giống như xác thực đột phá vậy, thanh như sơn nhạc, khí thôn tinh hà. Bất luận phía trước là địch thủ cỡ nào, hắn cũng có 10 phần tự tin chiến thắng. Sau khi linh xà kiếm giải phong, hóa thành một con trường xà bé nhỏ, đi trong hàn băng đầy trời, chỗ đi qua đều truyền đến tiếng phá băng kẹt kẹt, từng đóa hoa đào màu phấn hồng ở chỗ trường xà đi qua tản mát, phảng phất gió xuân phất qua đại địa, thổi tan băng tuyết, hoa đào nở rộ. Cong! Khai sơn ngân dực thương bị trường xà cuốn lấy, linh xà kiếm dài nhỏ hóa thành một đạo quang mang, quấn ở trên thân thương, từng vòng hướng về phía trên quyển đi. Quảng Nguyên Giáp kinh hãi, hàn băng chân khí của hắn lại bị kiếm ý của đối phương phá tan, trường thương trong tay càng bị đối phương cuốn lấy, động cũng không được. Linh xà kiếm này như rắn như ruồi bâu lấy mật, mang theo sát khí ác liệt phun ra nuốt vào mà lên, đảo mắt liền muốn tước mất cánh tay của mình. Uống, cực hạn hàn băng, bạo cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, đem toàn bộ chân khí rót vào trên trường thương, trong nháy mắt làm nổ ra. Khai sơn ngân dực thương phát sinh một tiếng rên rỉ, tuôn ra từng đạo kình khí hàn băng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Linh xà kiếm của kế mông ở dưới kình khí xung kích, cấp tốc lui trở lại, nhưng chỗ đi qua, vẫn như cũ là phá tan hàn khí, để nhiệt độ bốn phía lần thứ hai tăng lên. Quảng Nguyên Văn trực tiếp làm nổ chân khí trên thân thương, tuy rằng uy lực cực lớn. Nhưng tiêu hao chân khí cũng dị thường khủng bố, hơn nữa đối với huyền binh mà nói cũng có thương tổn rất lớn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không làm như thế. Sau khi tách ra nguy cơ, nhất thời cảm giác đến khí thế của mình suy yếu, chân khí trong cơ thể mơ hồ không có cách nào tục tiếp vận chuyển. Nội tâm hắn chấn động không ngớt, đồng thời cũng giận tím mặt, đang thời điểm phát điên, đột nhiên phát hiện nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao, trên bầu trời dĩ nhiên nở rộ vạn đóa hoa đào, tất cả đều hướng về đỉnh đầu của hắn hạ xuống, mình trong khoảnh khắc, như lâm vào hoa hải. Bản năng vũ quân để trong lòng hắn hoảng hốt, những ánh kiếm biến ảo thành hoa đào kia, dĩ nhiên là vũ ý ngưng tụ, bên trong mỗi một đóa hoa, đều ẩn chứa một loại vũ ý cực cao nào đó. Trong nháy mắt toàn thân hắn lạnh lẽo, cũng không kịp nhớ mặt mũi gì, lớn tiếng la lên. Nguyên Văn sư đệ, mau mau giúp ta, liên thủ giết tên biến thái này. Đối với kế mông mới vừa rồi còn là tồn tại cửu tinh đại vũ sư, ngoại trừ biến thái ra, hắn đã không nghĩ ra từ ngữ gì khác. Ngư Nguyên Văn nguyên bản qua lại ở trong hỗn chiến, đánh giết không ít võ sư, thời điểm đang giết vui sướng, đột nhiên nhìn thấy Quảng Nguyên Giáp rơi vào nguy cơ, trong lòng giật mình, vội vàng xông về phía trước trợ giúp. Huyền binh trong tay hắn là một cây chiến kích, từng tấc hàn băng khí ngưng tụ thành khối băng to lớn vụt lên, hướng hoa đào đầy trời phóng đi. Hai loại kình khí xung kích lẫn nhau, nổ tung vô số lực lượng xung kích. Sắc mặt Ngư Nguyên Văn cực kỳ âm trầm. Kéo chiến kích cùng Quảng Nguyên Giáp dựa vào nhau, trong tròng mắt chấn động không thôi. Vừa nãy một chiêu đối đầu, dĩ nhiên là Ngư Nguyên Văn rơi vào hạ phong, này để cho hai người căn bản là khó có thể tiếp thu, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, dồn dập cả kinh nói. Tiểu tử này vừa nãy ăn là đan dược gì? Tại sao có thể có công hiệu nghịch thiên như vậy? Ở cách đó không xa, Cổ Vinh cũng xem mà cả người run cầm cập, Bão Nguyên Đan bản tăng cường này uy lực không chỉ nằm ngoài dự đoán của hắn, mà là hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Hắn kích động nhất chính là, đan phương loại bạo nguyên đan này, Lý Vân Tiêu cũng cho hắn. Sau khi kế mông đánh ra một chiêu hoa đào đầy trời, chiến ý càng ngày càng mạnh, từ trong đan điền tuôn ra lực lượng vô cùng vô tận, cuồn cuộn không dứt, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ khô héo. Hắn hét lớn một tiếng,
lần thứ hai cầm kiếm vọt lên. Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn biến sắc, phảng phất như bị nhục nhã, hai người mặt âm trầm, cũng ra sức xông lên. Ba người rất nhanh liền chiến thành một đoàn. Ở phía xa Lý Giật cùng Lý Vân Tiêu chém giết cũng chú ý tới tình huống bên này, nội tâm hồi hộp một hồi, mơ hồ sinh ra cảm giác không ổn. Đầu óc của hắn cũng có chút bối rối, vừa nãy Lý Vân Tiêu lấy ra đan dược gì. Dĩ nhiên có thể để cho một đại vũ sư đồng thời chiến hai vũ quân, này không khỏi cũng quá đánh vỡ lẽ thường đi. Đồng thời trong lòng hắn cũng dần dần có chút hừng hực lên, nếu mình có thể có được loại đan dược này, đồng thời lượng lớn luyện chế, này. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt hắn bắn mạnh ra vẻ tham lam, dữ tợn nói. Lý Vân Tiêu, đừng vội đông trốn tây nấp, còn không mau mau đến dưới kiếm của ta nhận lấy cái chết. Hắn đánh nửa ngày, trong lòng cũng có chút cáu kỉnh lên, giờ khắc này không có dự định đánh giết Lý Vân Tiêu, mà là muốn bắt sống đối phương, sau đó ép hỏi ra tin tức đan dược. Nhưng bất luận hắn thì lực thế nào, đối phương thật giống như có một bộ pháp cực sự cao minh, làm sao cũng công kích không tới. Lý Vân Tiêu nhìn thấy trạng thái của Kế Mông, lúc này yên tâm lại, nụ cười trên mặt dần dần lạnh lẽo lên. Đông trốn tây nấp, là vì cho ngươi thời gian nhìn bên kia biểu diễn. Nếu ngươi không cần, vậy thì đến đây trả nợ đi. Lý Giật nói. Trả nợ. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngươi ở nhà ta làm nhiều năm nô tài như vậy, ăn cơm Lý gia ta, dung vật của Lý gia ta, cuối cùng quay đầu lại phản Lý gia ta, này không phải nợ là cái gì. Liền nắm mạng ngươi đến trả. Ngông cuồng, huyền binh cấp 3, thái âm hàn kiếm, giải phong. Nộ lăn sóng lớn. Huyền kiếm thuộc tính hàn băng trong tay Lý Giật, trong nháy mắt giải phong, hàn khí trên kiếm lập tức tăng vọt gấp 10 lần, toàn bộ bầu trời chỉ nhìn thấy hàn quang lấp lóe, đâm nhói mắt người. Hắn tiện tay chém ra, khí âm hàn trên thân kiếm giống như nước sông cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, như một lớp sóng biển gầm gừ mà đến, không thể chống lại. Hắn cùng Quảng Nguyên Giáp, Ngư Nguyên Văn đều là một mạch sư thừa, tất cả đều đi con đường hàn băng chân khí. Cổ Vinh xa xa quan chiến trái tim nâng lên tới cuống họng, ngơ ngác hô lớn. Vân Thiếu, không thể địch lại được, chạy mau. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Giật vốn là đại vũ sư cảnh giới, có thể ung dung hành hạ Lý Vân Tiêu đến chết, lần này lại thêm huyền binh cấp 3, trừ khi vũ quân đích thân tới, bằng không người ngăn cản tan tác tơi bời. Hừ. Huyền binh cấp 3 cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng phải xem ở trong tay ai. Lý Vân Tiêu không lùi mà tiến tới, hắn nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, hắc nữ đại kiếm biến ảo thành hình thái mê ngươi, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, mạnh mẽ ép xuống. Muốn giết ta, si nhân nằm mơ, gấp trăm lần trọng lực, ngưng. Hắc nữ đại kiếm nguyên bản chỉ có một khối nhỏ tử dương thạch, nhưng ở trong giới thần bi lại có một tảng lớn, khoảng thời gian này sau khi luyện chế. Trận pháp trọng lực trên hắc nữ đại kiếm đủ để sử dụng tới gấp trăm lần trọng lực. Thời điểm Lý Vân Tiêu một mình, sẽ đem hắc nữ đại kiếm biến ảo thành hình thái nhỏ đặt trong lòng bàn tay, như vậy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều thân ở lĩnh vực trọng lực, mỗi phút mỗi giây đều ở trong tu luyện. Sau khi Lý Giật sử dụng ra nộ lăn sóng lớn, nguyên bản tràn đầy tự tin, bỗng nhưng cảm thấy thân thể chìm xuống, huyết nhục toàn thân bị lực kéo to lớn kéo xuống, thật giống như muốn sụp đổ. Thái âm hàn kiếm của hắn cũng đột nhiên chìm xuống. Bất luận người nào ở dưới tình huống bình thường, đột nhiên chịu đến gấp trăm lần trọng lực, đều sẽ trong nháy mắt cảm thấy rất không dễ chịu. Nguyên bản lần trước Lý Giật đã ăn thiệt nhỏ, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng cũng chỉ biết trận pháp trọng lực trên kiếm của Lý Vân Tiêu chỉ có gấp 10 lần. Dựa vào tu vi đại vũ sư của hắn, ở dưới gấp 10 lần trọng lực còn không phải như dẫm trên đất bằng. Kỳ thực coi như là gấp trăm lần trọng lực. Hắn cũng có sức đánh một trận, chỉ có điều gấp trăm lần trọng lực này, đến quá đột nhiên. Mặc dù tu vi của Lý Vân Tiêu là võ sĩ, nhưng dựa vào lực lượng thân thể tuyệt cường, mạnh mẽ ở dưới gấp trăm lần trọng lực vung kiếm, hắc nữ đại kiếm đột nhiên khôi phục nguyên hình, mạnh mẽ ném về phía thái âm hàn kiếm. Cong! Thái âm hàn kiếm vốn là bị trọng lực ép chìm xuống dưới, cái ném kia chính là Lý Vân Tiêu dùng toàn bộ kinh khí cùng sức mạnh thân thể, Lý Giật lảo đảo bất ổn. Lúc này chấn động đến mức hổ khẩu tê dại, hàn kiếm thoát tay bay đi. Kiếm của ta! Lý Giật thất thanh kêu lên, gian nan bước đi muốn đoạt lại kiếm. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên triển khai thân pháp, ở trong nháy mắt thân hình hắn lấp lóe, trọng lực gấp trăm lần đột nhiên biến mất, hắn nhanh như chớp giật vọt tới, đem thái âm hàn kiếm nắm ở trong tay,
quay đầu nhìn Lý Dật vẻ mặt dại ra, khẽ cười nói. Thanh kiếm này tuy rằng không sao cả, nhưng ta muốn. Xem như là lợi tức những năm này ngươi ăn không ở không trong Lý gia ta. Súc sinh, trả kiếm cho ta. Lý Dật triệt để phát điên, chuôi huyền binh cấp 3 này là sư phụ hắn Vũ Vương Dịch Tiểu Sơn tự mình ban xuống, trong mấy sư huynh đệ cũng chỉ có hắn có vinh dự thu được một thanh huyền binh cấp 3, hơn nữa đều không cơ hội sử dụng gì. Thật vất vả có thể buông tay triển khai, lại hai lần ở trong tay đối phương ăn thiệt thòi, để hắn làm sao có thể không nổi khùng. Hàn băng thần quyền, phá cho ta. Tuy rằng trong tay hắn không có kiếm, nhưng tu vi tam tài cảnh giới đại vũ sư đặt ở đó, đấm ra một quyền, nhất thời nhiệt độ chợt giảm xuống, lượng lớn hàn khí bao phủ đi, muốn đem Lý Vân Tiêu đông lại. Chỉ thấy quanh thân cùng da rẻ của Lý Vân Tiêu, bắt đầu ngưng tụ ra điểm điểm bông tuyết, càng ngày càng dày. Chu vi không ít võ sư đều cảm thấy hàn khí tập người, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp lên. Lý Vân Tiêu xem thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn kiếm này, vậy ta trả ngươi. Hắn cao cao giơ thái âm hàn kiếm lên, một kiếm chém mà xuống. Rầm. Bông tuyết bốn phía ở dưới một chiêu kiếm kia toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hơi nước bốc hơi không thấy hình bóng. Kiếm thế không giảm xung kích mà lên, lúc đến gần quanh thân Lý Dật ba thước, đột nhiên ngưng kết thành một đạo hàn băng kiếm khí, dưới ánh mặt trời chói mắt, kiếm khí ngưng hình thành băng, mạnh mẽ chém xuống. Khách khách khách, lượng lớn băng bụi vỡ vụn, Lý Dật lại đánh ra một quyền, trực tiếp đánh nát hàn băng kiếm khí, trong con ngươi của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ, giận dữ hét. Hàn băng kiếm khí, ngươi làm sao có khả năng biết hàn băng kiếm khí? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Loại võ kỹ cấp thấp này, tùy tiện xem liền có thể nghĩ ra, ngươi còn không thấy ngại dùng. Lý Dật giận dữ, cả giận nói. Nếu ngươi có bản lĩnh như thế, vậy liền trả thái âm hàn kiếm lại cho ta. Đám võ sư đang hỗn chiến bốn phía vừa nghe lời này, đều dồn dập suýt chút nữa ngã chồng vó. Sinh tử tranh đấu, bị cướp binh khí dĩ nhiên có mặt mũi mở miệng nói trả, thật là mở rộng tầm mắt. Lý Vân Tiêu cũng sững sờ, lập tức cười to lên. Ngươi cho rằng đồ bỏ đi này ta không có. Huyền binh cấp 3, ta cũng có. Hắn phất tay, nhất thời lấy ra Xuân Thủy Kiếm mà Trương Thanh Phàm cho hắn, ánh kiếm như nước, róc rách lưu chuyển. Này, đúng là huyền binh cấp 3. Lý Dật nhất thời mắt choáng váng, kinh nộ liên tục nói. Ngươi, tại sao ngươi có thể có huyền binh cấp 3? Ánh mắt Lý Vân Tiêu chìm xuống, cười lạnh nói. Ngày hôm nay ngươi hỏi cũng nhiều quá rồi đấy, muốn kéo dài thời gian sống thêm chốc lát sao? Nằm mơ, tay trái hắn chém xuống một chiêu kiếm. Hỏi người sầu được bao nhiêu, sông xuân vẫn chảy một chiều về đông. Sao bài thơ ngu mỹ nhân của Lý Dục. Tay phải hắn bổ xuống một chiêu kiếm. Sảnh đường hoa túy 3000 khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Sao bài này tìm không thấy hi hi. Hai cỗ kiếm khí tuyệt nhiên không giống đồng thời chém ra, hai bên trái phải, hỗ trợ lẫn nhau, rồi lại không ảnh hưởng chút nào. Thật giống như là hai tên võ giả đồng thời ra chiêu. Khí thế như cầu vồng, uy thế kinh người. Lý Dật kinh hãi đến biến sắc, nội tâm chấn động so với uy lực của thế kiếm kia còn muốn lớn hơn, có thể đồng thời giải phong hai thanh huyền binh cấp 3. Đừng nói là hắn chỉ là một tên võ sĩ, coi như là vũ quân cường giả, miễn chỉ có thể cưỡng giải phong hai huyền binh cấp 3, nhưng tuyệt đối không thể triển khai thuận buồm xuôi gió như vậy. Lý Vân Tiêu đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa hai loại kiếm khí dĩ nhiên là thuộc tính khác nhau, thật đáng sợ. Người này nhất định phải diệt trừ. Nội tâm hắn bắt đầu sinh ra tia tia sợ hãi, vốn là muốn bắt sống ép hỏi sự tình đan dược cũng ném ra sau đầu, hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy tính mạng đối phương. Mặt hắn âm trầm, song quyền giận dữ nổ ra, từng đạo hàn băng chân khí đánh tan kiếm khí, cả giận nói. Coi như người có thể đồng thời triển khai hai huyền binh cấp 3. Nhưng ta cùng ngươi trong lúc đó cách biệt hai đại cảnh giới, ta xem ngươi làm sao vượt qua. Hai đại cảnh giới. Lý Vân Tiêu xì cười một tiếng nói. Nếu ngươi là vũ quân, ta còn có mấy phần kiêng kỵ. Chỉ là đại vũ sư, lão bát, nhìn con mắt của ta. Lý Dật sững sờ, theo bản năng nhìn lại con mắt của Lý Vân Tiêu, nhất thời phát hiện một con ngươi đỏ như màu máu yêu dị, bốn phía tất cả đều là màu đen vô cùng vô tận, thật giống như ma vực vĩnh viễn không thấy đáy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, trong miệng khẽ nói. Kiền khôn chấn hồn, yêu nguyệt. A,
Lý Dật chỉ cảm thấy trong đầu thất thủ, cả người phát mộng, hai tay tự nhiên rủ xuống, dại ra đứng ở đó. Hừm, rất tốt, thật biết điều. Bé ngoan đứng ở đó ăn ta hai kiếm. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu trở nên dữ tợn lên, trong hai con ngươi cực kỳ yêu dị, trên trán bạo lộ gân xanh, mồ hôi hột cuồn cuộn mà rơi. Hiển nhiên là triển khai đồng thuật này tiêu hao quá lớn. Hắn nhẹ nhàng giơ lên Thái Âm Hàn kiếm, đột nhiên chém xuống. Sư đệ, cẩn thận. Ở phía xa Quảng Nguyên Giáp lập tức phát hiện tình thế không đúng, lo lắng hét lớn một tiếng. Bên trong sóng âm của hắn rót vào lực lượng chân khí, thanh như hồng trung, rung động lòng người. Lý Dật giật mình, nhất thời tỉnh táo lại, ngơ ngác phát hiện trường kiếm đã chém xuống, cách chóp mũi của mình chỉ ba tấc, không thể tránh khỏi. A! À, dưới tình thế cấp bách, tiềm năng của hắn tăng vọt vô hạn, lại mạnh mẽ lướt ngang mấy tấc, Thái Âm Hàn kiếm chém xuống, đứt rời một cánh tay trái của hắn. Đau đớn để hắn nhe răng trợn mắt, cả người bốc lên mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu một chiêu không trúng, khẽ lắc đầu một cái, biết mất đi cơ hội, tái chiến cũng không có kết quả. Thẳng thắn lui về phía sau mấy bước, ôm kiếm mà đứng, lạnh lùng nhìn Lý Dật. Vừa nãy hắn triển khai linh hồn thuật công kích gọi là Kiền Khôn Chấn Hồn, chính là một loại thần thông chí cường. Chỉ có linh hồn cực mạnh mới có thể triển khai ra, hơn nữa đối với hồn lực hao tổn rất lớn, không thua gì tiến hành một lần luyện chế cường độ cao. Trong những vũ đế đỉnh cao xếp hạng trên thiên địa phong vân bảng, ngoại trừ bản thân thực lực thông thiên ra, đều có một ưu thế cực kỳ lợi hại, để đối thủ hít khói. Tỷ như bá thiên vũ đế bất diệt kim thân, cùng với cổ phi dương hắn hồn lực cấp 9, mà Kiền Khôn Chấn Hồn chính là một loại thần thông trực tiếp công kích linh hồn, lấy hồn lực cấp 9 kiếp trước của hắn, coi như là cửu thiên vũ đế, cũng không dám nhìn thẳng hai con mắt của hắn. Lấy hồn lực thuật luyện sư cấp 2 hiện tại, đủ khiến một tên đại vũ sư ở dưới tình huống không hề phòng bị ngắn ngủi thất thần. Sau khi mất đi cơ hội, lại không nói Lý Dật có phòng bị, hơn nữa mình trong thời gian ngắn là không có năng lực triển khai Càn Khôn Chấn Hồn thuật lần thứ hai. Lý Dật làm sao biết tình huống của Lý Vân Tiêu, một cánh tay đứt rời, trong lòng hoảng hốt, hơn nữa vừa nãy loại cảm giác tâm thần bị khống chế kia để hắn triệt để phát lạnh, vội vàng hét lớn. Sư huynh, chúng ta trước tiên lui. Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn thì bị Kế Mông kéo gắt gao, hai người đều là càng đánh càng nộ, tuy rằng liên thủ lại chiếm thượng phong, nhưng đối phương dùng đấu pháp liều mạng không muốn sống, thêm vào kiếm kỹ quỷ thần khó lường, cũng làm cho bọn họ rất đau đầu. Giờ khắc này thấy Lý Dật thất thủ, không chỉ Thái Âm Hàn kiếm mà sư phụ ban xuống mất rồi, ngay cả cánh tay cũng thất lạc một cái, đã không còn chiến ý, sau khi dùng sức đánh văng Kế Mông liền lùi tới bên người Lý Dật, nắm hắn bay lên không thoát đi. Kế Mông đang muốn truy kích, lại bị Lý Vân Tiêu ngăn cản. Trước tiên đừng động ba người này, giết sạch những tạp ngư kia đi. Những võ sư kia của đối phương vừa thấy người tâm phúc đều chạy, nhất thời khí thế giảm mạnh, vừa đánh vừa lui, muốn bứt ra rời đi. Nhưng Trấn Quốc thần vệ bên Lý Vân Tiêu tử thương nặng nề, đã sớm oán khí trùng thiên, há có thể để bọn họ như nguyện, càng giết càng hăng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn trận giết chóc này, mặt không hề cảm xúc. Thật giống như đang ngẩn người, nhưng nội tâm là bay lên từng tia kinh hỉ. Hắn rõ ràng cảm giác được, mỗi lần mình sử dụng đồng thuật, hồn lực tổn thất cực lớn, nguyên bản đại diễn thần quyết khó có thể nghĩ hóa thành hình, dĩ nhiên ở trong giới thần bi có thể miễn cưỡng hiện ra. Quả nhiên, giới thần bi này là thần khí vượt qua siêu phẩm huyền binh. Bên trong tất nhiên có lực lượng nào đó có thể chống đỡ đại diễn thần quyết hiện hình, Lý Vân Tiêu đem thần thức ngâm vào trong giới thần bi. Yên lặng đọc những chữ nhỏ màu vàng kia, nhất thời cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ dị từ giữa những hàng chữ kia toát ra, thông qua giới thần bi bắt đầu lưu chuyển đến toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào linh đài, như thanh tuyền thoải mái hồn phách của hắn. Loại cảm giác tầm bổ này, so với bản thân hắn biết bất luận một loại linh đan diệu dược nào còn muốn thoải mái cùng vui sướng hơn. Ngay thời điểm đại diễn thần quyết xuyên thấu qua giới thần bi, không ngừng tầm bổ hồn lực của hắn, Kế Mông gia nhập hỗn chiến. Rất nhanh liền đem hơn 20 võ sư giết sạch. Kế Mông đi tới trước mặt một tên võ sư che mặt chết đi, kéo xuống mặt nạ của hắn, nhất thời trong đôi mắt phun ra lửa giận, cả người run rẩy không ngớt. Lý Vân Tiêu nhìn vẻ mặt của hắn hỏi. Là bộ hạ của ngươi. Kế Mông sầu thảm nói. Không nghĩ tới Vân Thiếu đã sớm đoán được. Không sai, người này gọi là Lưu Chính, mới vừa gia nhập đội một không lâu, nguyên bản là bộ hạ trực thuộc của ta. Hắn mới 27 tuổi,
là tam tinh võ sư, trước đây ta thường thường cổ vũ hắn, muốn hắn làm tốt nhiệm vụ, tiền đồ vô lượng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói. Thân là Trấn Quốc thần vệ, vốn là thân bất do kỷ. Phục tùng mệnh lệnh chính là thiên chức cao nhất, hắn là một tên Trấn Quốc thần vệ ưu tú, chết ở dưới tín ngưỡng của mình. Ngươi nên mừng thay cho hắn mới phải. Những thủ hạ của Bạch Mâu cũng tử thương một nửa, ngay cả 10 người còn lại cũng là vết thương đầy rẫy. Vừa nghe Lý Vân Tiêu nói, nhất thời lặng lẽ, quay về những thi thể nằm trên đất kia, nghiêm nghị cúi chào. Kế Mông bi thương nói, bọn họ đều làm rất khá, nhưng bọn họ chết, là nên vì quốc gia tận trung, mà không phải uất ức chết đi như thế. Ta thay bọn họ cảm thấy không đáng. Lý Vân Tiêu nói, không phải mỗi người cũng có thể chết ở trên chiến trường. Bọn họ thực hiện chức trách của mình, chính là một thần vệ chân chính. Hai người đang nói chuyện, xa xa bay lượn đến một bóng người màu trắng, chính là Bạch Mâu. Trên người nàng nhuộm đỏ tảng lớn máu tươi, khăn che mặt đỏ ngầu, hiển nhiên cũng bị thương. Dĩ nhiên là Cao Phong mang theo người đội một đánh lén chúng ta, mọi người không có sao chứ. Nàng đảo mắt nhìn thi thể đầy đất, hai con mắt đột nhiên co lại, mơ hồ chảy ra từng tia lửa giận, cắn răng nghiến lợi nói. Cao Phong! Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Đi nhanh lên đi, miễn cho lại phát sinh việc ngoài ý muốn. Một đám người lặng lẽ không nói, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Chỉ có điều Bạch Mâu không biết chính là, những Trấn Quốc thần vệ đội ba kia, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông trở nên tràn ngập kính nể cùng tôn trọng. Một lát sau liền đến vương phủ của Tần Nguyệt. Lúc này mọi người mới nới lỏng, bởi vì trong vương phủ không chỉ có lượng lớn cao thủ bảo vệ, hơn nữa bố trí có các loại trận pháp, uy lực cực lớn. Trừ khi hoàn toàn không để ý mặt mũi, bất kể tử thương, bằng không không có ai sẽ ngốc đến đi công kích phủ đệ vương tử. Đám người Tần Nguyệt tự mình ra nghênh tiếp, nhìn thấy dáng vẻ mọi người cụt hứng, sau khi hỏi dò nhất thời nổi trận lôi đình. Hắn lập tức phái người dàn xếp chư vị võ sư, mỗi người đều phân phát lượng lớn đan dược cùng nguyên thạch, người chết càng là bồi thường cùng an táng cao hơn mấy lần so với thường ngày. Lúc này tâm tình của mọi người mới thoáng chuyển biến tốt lên, từng người lui xuống. Mấy người Lý Vân Tiêu trực tiếp tiến vào phòng nghị sự, phát hiện không ít đại thần trong triều đều ở đây, mà trên ghế chính ngồi một người, thình lình là Lão Gia Tử. Lý Thuần Dương nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhất thời tinh mang lóe lên, vui mừng hiện ra ngoài mặt, mới nửa tháng không gặp, tôn tử của hắn dĩ nhiên lại kéo lên hai tinh. Hắn vui mừng mở miệng cười nói. Làm sao, trên đường gặp phải phiền toái. Lý Vân Tiêu đem việc trải qua đại thể nói một hồi, nhưng mọi người ở đây nghe mà hoàn toàn biến sắc, ngay cả Bạch Mâu cũng khiếp sợ, khó mà tin nổi. Ánh mắt của Lý Thuần Dương càng là âm trầm như nước, cả giận nói. 8527, tên xúc sinh này lại ở thủ đô, ta còn tưởng rằng hắn chạy mất. Bây giờ nhìn lại, hắn dĩ nhiên cùng đại vương tử cấu kết. Có điều, bọn họ có hai vũ quân, bản thân 8527 cũng là đại vũ sư, các ngươi là làm sao chạy trốn. Bạch Mâu cùng Tần Nguyệt cũng chấn động trong lòng, điều này cũng là nghi hoặc của bọn họ. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Cũng nhờ Kế Mông, một người độc lập ngăn trở hai tên vũ quân. Ta mới có thể rảnh tay tới đối phó 8527, cuối cùng chặt đứt hắn một cánh tay, lúc này hai tên vũ quân kia mới hoảng hồn, mang theo hắn chạy thoát. Người còn lại, tất cả đều là người của đội một Trấn Quốc thần vệ, đều bị chúng ta tru diệt, không một tên chạy trốn. Hắn nói mấy câu này bình thản không có gì lạ, nhưng bất luận người nào đều nghe ra được hung hiểm trong đó. Lý Thuần Dương ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kế Mông, nhìn một hồi nói. Cửu tinh đại vũ sư, làm sao có khả năng chặn được hai tên vũ quân? Lý Thuần Dương là gia gia của Lý Vân Tiêu, Kế Mông không dám bất cẩn, vội vàng nói. Nhờ có Vân Thiếu cho ta một viên đan dược thần kỳ, để ta trong nháy mắt đột phá đến vũ quân, lúc này mới có thể ngăn cản hai tên địch thủ. Lý Thuần Dương cả kinh nói. Đan dược gì, dĩ nhiên có thể để cho đại vũ sư trong nháy mắt đột phá đến vũ quân. Lý Vân Tiêu giả bộ ngu nói. Lão gia tử ngươi không biết sao, là ta ở trong phủ Khố Lý gia tìm tới, nói là có thể ngắn hạn tăng cao thực lực, thế nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, trong vòng 10 ngày tu vi sẽ càng ngày càng yếu, cuối cùng rơi xuống trình độ như người bình thường, sau đó lại qua 10 ngày, mới chậm rãi khôi phục như cũ. Nói cách khác, trong vòng 20 ngày không thể cùng người động thủ. Có loại đan dược này sao?
Lý Thuần Dương suy tư chốc lát, tựa hồ không có nghe nói. Nhưng tác dụng phụ này xác thực rất lớn, xem ra giá trị cũng không có cao như mình tưởng tượng, cũng mất đi hứng thú. Kế Mông nghe xong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, sau khi dùng đan dược đại phát thần uy, còn lo lắng sẽ ảnh hưởng tu vi ngày sau của mình. Bây giờ nghe Vân Thiếu nói, cũng an tâm xuống, chỉ là 20 ngày không cách nào động võ mà thôi. Sau khi mình uống đan dược đột phá đến vũ quân lĩnh ngộ, so với bế quan khổ tu 20 ngày còn muốn hơn nhiều lắm. Hắn có lòng tin lần sau khi bế quan, liền có thể một lần đột phá đến vũ quân. Tần Nguyệt phẫn nộ nói. Không nghĩ tới đại ca vì đối phó Lý gia, lại cấu kết gian tế địch quốc. Lẽ nào hắn làm việc, ngay cả một điểm mấu chốt cũng không có sao. Lý Thuần Dương híp mắt trầm ngâm nói. Như vậy xem ra, việc ở Côn Kim Thành cũng sẽ không khó giải thích. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tần Nguyệt trầm mặt cả giận nói. 5 ngày trước, Đông Phương truyền đến tin tức, Bạch Đầu Trấn đột nhiên thất thủ, bị 800.000 đại quân của Bách Chiến Quốc công phá. Sau đó lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tai vây công Côn Kim Thành, hiện tại phụ thân ngươi Phi Long đại tướng quân còn thủ ở trong thành cùng kẻ địch tử chiến. Nhưng tin tức cầu viện đã truyền tống đến thủ đô. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Trong triều phản ứng ra sao? Tần Nguyệt nói. Côn Kim Thành cùng Bạch Đầu Trấn chính là bình phong hiểm yếu của Thiên Thủy Quốc, một khi công phá, hậu quả khó mà lường được. Phụ vương đương nhiên là khẩn cấp triệu kiến các vị đại lão quân đội, yêu cầu Tĩnh Quốc công lão gia tử nắm ấn soái xuất chinh. Lý Vân Tiêu nhìn lão gia tử nói. Lão gia tử, ý của ngài thì sao? Lý Thuần Dương hơi có chút ngạc nhiên, nhưng nội tâm đối với người cháu này là vạn phần thỏa mãn. Những người khác nếu nghe thấy cha mình bị nhốt, sợ là đã sớm nổi trận lôi đình, một khắc cũng không kịp đợi liền muốn xuất chinh. Nhưng tôn tử của hắn lại dị thường bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Lý Thuần Dương vui mừng cười cợt, rồi mới lên tiếng. Côn Kim Thành dễ thủ khó công, cha người có 30 vạn Phi Long quân đoàn đóng ở trong thành, chỉ là 800.000 đại quân của Bách Chiến Quốc căn bản không đáng sợ. Huống hồ, 800.000 này là thật hay giả vẫn chưa biết. Bây giờ nghe ngươi nói 8.527 cấu kết Tần Dương, như vậy ta càng có thể vững tin, cái gọi là cầu viện này, là bọn họ gây ra giả tạo. Mục đích thực sự là, muốn điệu hổ ly sơn. Lý Vân Tiêu cũng nhẹ giọng trầm tư nói. Lão gia ngài ý tứ là, muốn đem thế lực Lý gia rời ra kinh thành. Như vậy đại vương tử Tần Dương có thể bỏ mặc mà làm. Chờ thời điểm chúng ta phát hiện sự tình Côn Kim Thành không đúng, lại khải hoàn về triều, đại cục đã định. Hối hận cũng muộn. Không sai. Lý Thuần Dương tán thưởng nói. Không hổ là tôn tử của ta, một điểm tức thông. Ha ha. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Nhưng nếu như cầu viện là thật thì sao? Nụ cười của Lý Thuần Dương dần dần tản đi, từ tốn nói. Cố thủ Côn Kim Thành, lấy 30 vạn Phi Long quân đoàn, còn địch không lại 800.000 đại quân của đối phương, vậy cha ngươi chết cũng là đáng tội. Huống chi. Người cũng biết, ta là không cách nào rời thủ đô. Phía sau hắn có chút lo lắng, Lý Vân Tiêu tự nhiên biết hắn chỉ chính là việc của Trần Đại Sinh, nhất định phải có chân khí của hắn phụ trợ dung dung đan, mới có thể chống đỡ một tháng, bây giờ đã qua nửa tháng. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát nói. Lão gia tử nghĩ vẫn đơn giản một chút, coi như tin cầu viện này không phải phụ thân viết, ta sợ thế cuộc ở Côn Kim Thành cũng chưa chắc lạc quan như chư vị nghĩ. Bách Chiến Quốc vây ở phía đông Đại Mãng Sơn mấy trăm năm, chưa bao giờ công phá qua hai nơi này. Lần này thật vất vả đại quân thẳng tiến, các ngươi cảm thấy vẻn vẹn là vì phối hợp Tần Dương đoạt vị, điệu hổ ly sơn sao? Tần Nguyệt cả kinh, sợ hãi nói. Ngươi là nói Bách Chiến Quốc thật sự có tâm xâm chiếm. Vậy quá nguy rồi, nếu Côn Kim Thành thất thủ, phúc địa 13 thành đều bại lộ ở dưới thiết kỵ của Bách Chiến Quốc, phải làm sao mới ổn đây? Lý Vân Tiêu bình tĩnh phân tích nói. Sách lược cùng mục đích của Bách Chiến Quốc nửa thật nửa giả, để chúng ta khó có thể nhận biết. Thế nhưng cứu viện Côn Kim Thành, là cạm bẫy không cách nào từ chối. Mặc dù biết rõ là cạm bẫy, cũng phải nhảy vào. Nếu không thì, hậu quả quá nghiêm trọng. Hắn phân tích làm Lý Thuần Dương bắt đầu nóng ruột, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng nổi giận mắng. Tần Dương này thật là điên rồi, chuyện như vậy cũng làm được. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Cũng không khó lý giải, hắn đã chờ vương vị này nhiều năm như vậy,
thật vất vả sắp tới đến cùng. Kết quả Nguyệt Vương Tử đột nhiên xuất hiện, đồng thời bắt đầu xoay chuyển xu hướng suy tàn, bắt đầu phản công. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không phát điên. Vì lẽ đó bí quá hóa liều, cũng chẳng có gì lạ. Tần Nguyệt cũng cả giận nói. Đại ca quá ích kỷ, vì bản thân tư dục, bỏ thiên hạ muôn dân không để ý. Nếu hắn muốn vương vị này, ta không cùng hắn tranh là được. Loại hô lớn chính nghĩa này, ở trước mặt người trong thiên hạ nói một chút còn có thể, nhưng ở đây cái nào không phải cáo giả, ngược lại cho thấy Tần Nguyệt non nớt. Một tên đại thần thuận thế thúc ngựa nói. Nguyệt Vương Tử điện hạ ngàn vạn không thể, điện hạ nhân ái bách tính, lòng dạ thiên hạ, chính là hình ảnh minh quân, là phúc âm của thiên hạ bách tính. Nếu bị Tần Dương cướp đoạt vương vị, này liền tối tăm không mặt trời, sinh linh lầm than, ngàn tỷ bách tính của thiên thủy quốc từ đây đặt mình trong chiến hỏa hừng hực. Vì thiên hạ muôn dân, Nguyệt Vương Tử phải nghĩ lại a. Đại thần này nói tới chỗ cao trào, còn dùng tay áo không ngừng lau nước mắt, một bộ vì thiên hạ muôn dân chờ lệnh. Lúc này Tần Nguyệt mới gật đầu nói. Từ đại nhân nói rất có lý, xem ra vì thiên hạ muôn dân bách tính, ta dù chết cũng phải cùng đại ca tranh một chuyến. Lý Thuần Dương vốn là phiền muốn chết, nghe đến mấy tên này nịnh nọt càng là cảm thấy tục không chịu được, lạnh lùng nói. Nếu từ đại nhân lo nước thương dân như thế, vậy ta liền cho ngươi 30 vạn đại quân, ngươi lập tức xuất chinh Côn Kim Thành. Từ đại nhân mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời, cúi đầu ấp úng nói lắp. Bạch Mâu ở một bên không nói chuyện đột nhiên mở miệng nói. Vân Thiếu, người có kế sách gì hay hay không? Tuy rằng Lý Vân Tiêu tư lịch tuổi trẻ, nhưng mơ hồ đã trở thành thành viên trọng yếu trong bọn họ. Hơn nữa Bạch Mâu am hiểu thuật bói toán, nàng tin chắc Tần Nguyệt có thể đạt được vương vị hay không, then chốt ở chỗ Lý Vân Tiêu. Hơn nữa tình thế phát triển cũng càng ngày càng hướng về phía tinh tượng biểu hiện vận chuyển. Nàng hỏi như vậy, tất cả mọi người đều tĩnh lặng. Ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Những đại thần dòng chính bên người Tần Nguyệt kia, mỗi cái lộ ra xem thường cùng âm trầm. Thầm nghĩ này tất nhiên là Lý Thuần Dương có ý định vun bón tôn tử của mình, lộ ra phân lượng cùng năng lực của cháu mình ở bên người Tần Nguyệt, sau đó hỗn cái đại công, bảo đảm thiên thu cơ nghiệp của Lý gia bọn họ. Lý Vân Tiêu đem vẻ mặt của những đại thần này từng cái đặt ở trong mắt, cười lạnh một tiếng nói. Kế sách là có, nhưng nhiều người miệng tạp. Tần Nguyệt sững sờ, nhất thời phất phất tay, ra hiệu người còn lại lui ra. Những đại thần kia mỗi cái sững sờ, lập tức lộ ra vẻ không vui. Từ đại nhân càng là lạnh lùng nói. Đang ngồi ở đây đều là thân tín dòng chính của Nguyệt Vương Tử Điện Hạ, Vân Thiếu làm như thế, tựa hồ là đối với chúng ta không tin lắm. Lý Vân Tiêu miệt thị nhìn hắn một chút nói. Không phải không tin lắm, mà là hoàn toàn không tín nhiệm. Từ đại nhân cả giận nói. Ngươi, Lý Vân Tiêu, ngươi đây là sỉ nhục chúng ta, là không tôn trọng Nguyệt Vương Tử Điện Hạ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, giống như hàn băng lợi kiếm, lạnh lùng nói. Nếu lời ta nói ngày hôm nay, có một câu truyền ra ngoài, ngươi dám lấy đầu bảo đảm, vậy thì lưu lại. Ánh mắt hắn lạnh lùng ở trên thân từng cái điểm qua. Các ngươi cũng vậy, phàm là lưu lại, đầu liền chuẩn bị treo ở đai lưng. Có cái gan này, có thể lưu lại. Từ đại nhân bị ánh mắt của hắn quét qua, nhất thời cảm thấy như hàn băng lợi kiếm xuyên tim, cả người nghẹt thở, liều mạng hít một hơi, vẫn là lạnh run lẩy bẩy, trong lòng ngơ ngác không ngớt. Người còn lại cũng cảm giác được như có băng xương phong tuyết lướt nhẹ mà qua, từng cái nội tâm phát lạnh. Lý Vân Tiêu này rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có ánh mắt lạnh lẽo thấu xương như vậy? Chuyện cười, chỉ là tin tức để lộ, lại muốn chúng ta lấy đầu phụ trách. Bọn họ cũng không muốn nắm nguy hiểm vô vị, hơn nữa cũng không dám lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Vân Tiêu, từng cái mặt âm trầm đi ra ngoài. Tần Nguyệt vội vàng nói. Chư vị ái khanh cũng khổ cực hơn nửa ngày, xin mời đến Túy Hoa Hiên tạm nghỉ chốc lát. Người đâu, để vũ công tốt nhất của quý phủ đến Túy Hoa Hiên đi. Còn có các loại trà bánh chè thơm, toàn bộ thứ tốt nhất của quý phủ đều lấy ra. Vào lúc này, hắn thân là chính chủ. Cũng không thể lạnh lẽo lòng chúng nhân. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, lúc nào dùng hạng người gì. Trước đây cùng Tần Dương tranh đấu là lén lút, cần đám văn thần kia dùng ngòi bút làm vũ khí, tranh đoạt chính thống. Mà hiện tại hai người tranh đấu từ từ hóa thành quân sự, cần nhất chính là vũ lực kiên cường chống đỡ. Vì lẽ đó phân lượng của Lý gia, đã chống đỡ qua tất cả mọi người đang ngồi.
Rất nhanh, trong phòng nghị sự chỉ còn lại ba người Lý Vân Tiêu cùng Lão Gia Tử, còn có Tần Nguyệt cùng Bạch Mâu. Bạch Mâu khẽ cười nói. Vân Thiếu, hiện tại có thể nói đi, hay là muốn thiếp thân cũng tránh. Lý Vân Tiêu cười to nói. Ha ha, Bạch Thống Lĩnh thật là biết nói đùa. Hắn thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói. Ý kiến của ta chính là, xuất trinh. Tần Nguyệt sửng sốt một chút, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền ẩn giấu lên, than thở. Bản vương làm sao không nghĩ tới, nhưng dù sao nhân lực có hạn. Thủ đô nếu như mất đi Tĩnh Quốc công tọa trấn, vậy bản vương có tư bản gì cùng đại ca đấu? Lý Thuần Dương cũng cau mày nói. Hiện tại thái độ của bệ hạ đối với Lý gia chúng ta ngươi cũng biết, lượng lớn vị trí trọng yếu trong quân đội đã bị đổi thành người của đại vương tử. Một ít danh tướng bộ hạ cũ của ta, cũng toàn bộ minh thăng ám hàng, cướp đoạt binh quyền, bị giam lỏng ở mấy vị trí bình thường. Hơn nữa nếu thật sự là Côn Kim Thành bị nhốt, duy nhất có sức chiến đấu giải cứu, chỉ có 50 vạn trung ương quân đoàn. Tần Nguyệt vừa nghe đến trung ương quân, nhất thời vẻ mặt trở nên âm trầm. Lý Thuần Dương tiếp tục nói. Nhưng trung ương quân đoàn đoàn trưởng, chính là đại vương tử Tần Dương, tuy rằng trong trung ương quân phe phái phức tạp, Tần Dương cũng chưa chắc hoàn toàn khống chế, nhưng muốn hắn phát binh cứu người, tựa hồ không có khả năng. Hơn nữa hiện tại bệ hạ thế yếu, coi như hạ xuống thánh lệnh, ta sợ Tần Dương cũng sẽ dương thịnh âm suy. Trừ khi là ta vung tay hô to, dựa vào một ít hy vọng, còn có thể từ các đường trong quân đưa tới một ít bộ hạ cũ. Tần Nguyệt hoảng hốt nói. Tĩnh Quốc công không thể rời thủ đô, đại sự của bản vương, còn dựa vào Tĩnh Quốc công tỏa chấn. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Lão gia tử phải lưu lại thủ đô, sự tình cứu viện để ta đi liền được. Lý Thuần Dương ngạc nhiên nói. Ngươi! Hắn lập tức liền vội vàng lắc đầu nói. Không được, coi như ta có thể triệu tập một ít bộ hạ cũ, nhưng những người này đều là người kiêu căng khó thuần, khó có thể phục. Trừ khi ta tự mình lĩnh binh, bằng không người khác không cách nào điều động. Bạch Mâu cau mày nói. Vân Thiếu còn quá trẻ tuổi, coi như Tĩnh Quốc công có thể triệu tập một ít bộ hạ cũ, nhưng nhân số cùng sức chiến đấu sợ cũng có hạn. Nếu như Côn Kim Thành thật sự có chuyện, bộ đội như vậy cũng khó cứu. Lý Vân Tiêu nhìn dáng vẻ của mấy người, cười nói. Chư vị tựa hồ quên ba người. Tần Nguyệt ngạc nhiên nói. Ba người nào? Người còn lại cũng sửng sốt một chút, dồn dập vểnh tai lên. Lý Vân Tiêu duỗi ra một ngón tay nói. Cái thứ nhất, chính là người lĩnh binh. Ta tự nhiên không có tư cách chỉ huy những đại lão quân đội kia, thế nhưng ngoại trừ lão gia tử ra, còn có một người có thể. Ánh mắt của hắn lại cười nói. Tuy rằng hiện tại còn không cách nào triệt để chỉ tận gốc hắn, nhưng chỉ cần ta ở bên cạnh, thường thường đúng hạn dùng đan dược, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, tuyệt không vấn đề. Tâm thần Lý Thuần Dương chấn động mạnh, mừng như điên nói. Ngươi thật sự tìm ra biện pháp. Lý Vân Tiêu gật đầu một cái nói. Ta luyện chế một chút huyền hỏa đan, có thể trong thời gian ngắn khắc chế hàn độc trong cơ thể hắn, lại dùng chân khí chí dương chí cương chữa thương, bình thường có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, không bị ảnh hưởng. Trong mắt Lý Thuần Dương bắn mạnh ra tinh mang, hai mắt đỏ chót, mừng lớn nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tần Nguyệt không nhịn được nói. Tĩnh Quốc công cùng Vân Thiếu nói đến cùng là ai? Lý Vân Tiêu cười nói. Năm đó đi theo lão gia tử đồng thời khai cương khoác thổ, hỏa thiêu bách chiến quốc 3.000 dặm, sau khi chết được truy phong là Trung Dũng công Trần Đại Sinh. Trung Dũng công Trần Đại Sinh. Tần Nguyệt giật mình nói. Hắn không phải đã chết rồi sao? Chết ở trong vương quốc bài vị chiến lần trước. Ánh mắt của Lý Thuần Dương dần dần lạnh xuống, lạnh giọng nói. Năm đó bệ hạ vì diệt trừ người bên cạnh ta, lúc này mới phái Trần Đại Sinh đi tham gia vương quốc bài vị chiến. Trần Đại Sinh cửu tử nhất sinh mới trở lại thủ đô, nhưng ở đêm đó còn bị người ám hại. Nếu không phải ta phát hiện đúng lúc, chỉ sợ hắn liền thật sự chết rồi. Hơn nữa sau khi bệ hạ truy phong Trần Đại Sinh là Trung Dũng Công, lại đem tước vị của Trần ra hàng cấp 1. Kha kha! Trong lòng Tần Nguyệt giật mình. Bỗng nhiên cảm nhận được hàn khí cùng này tiếng cười âm lãnh của Lý Thuần Dương, nhất thời cái trán bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, vội vàng bái nói. Phụ vương hồ đồ a, không ngờ lại đối xử với trung lương trọng thần như vậy. Chờ bản vương đăng cơ, tất nhiên khôi phục tước vị cho Trần gia. Hừ,
Lý Thuần Dương hừ lạnh nói. Sau đó ta liền dùng một tên tử tù thế cho Trần Đại Sinh, đối ngoại tuyên bố hắn đã chết rồi. Kỳ thực vẫn ở trong mật thất Lý gia dưỡng thương, nhưng qua nhiều năm như vậy, đã càng ngày càng không chống đỡ được. Hai mắt Bạch Mâu xẹt qua một tia tinh mang. Thương thế của Trần tướng quân, chẳng lẽ cùng Tiêu thống lĩnh? Không sai. Lý Thuần Dương trầm giọng nói. Chính là hàn băng chân khí của Dịch Tiểu Sơn. Tần Nguyệt xoa xoa mồ hôi trên trán, vui vẻ nói. Nếu Trung Dũng Công có thể phục xuất, như vậy người thống suất này, không là vấn đề. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nếu Bạch Thống lĩnh biết Tiêu Khinh Vương cũng bị hàn băng chân khí đả thương, vậy dĩ nhiên biết ta muốn nói người thứ hai là ai chứ? Bạch Mâu nhẹ giọng nói. Vân Thiếu thật là thiên tài hiếm có trên đời, ngay cả hàn băng chân khí cũng có biện pháp trấn áp. Nếu như có Tiêu Thống lĩnh tùy tùng, vậy dĩ nhiên là một đường không trở ngại, địch quân tan tác. Hiện tại ta rất tò mò, có Trần Đại Sinh cùng Tiêu Thống lĩnh, đã hoàn toàn có thể viện trợ Côn Kim Thành, Vân Thiếu nói tới người thứ ba, kia là ai? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tự nhiên chính là lão sư của Nguyệt Vương Tử, Vũ Vương Trung Ly Sơn. Tần Nguyệt sững sờ, lập tức lắc đầu nói. Không thể, không thể, tuy rằng lão sư ở bề ngoài ủng hộ ta, nhưng hắn chắc chắn sẽ không tham dự việc xã tắc, trừ khi đại quân Bách Chiến Quốc nhắm về thành đô, hắn mới có thể xuất thủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta cũng không phải là muốn hắn ra tay, lẽ nào Nguyệt Vương Tử quên trường kiếp nạn 60 năm trước của Thiên Thủy Quốc? Tần Nguyệt sững sờ. Ngươi là nói. Thiên Thủy Quốc 60 năm trước, quốc vương bệ hạ Tần Chính hiện nay còn chỉ là vương tử, lúc đó phía Nam phát sinh một hồi phản loạn, phản quân trực tiếp đánh tới dưới đô thành, hết thảy quân đội tan tác rối tinh rối mù, không hề có lực lượng ngăn cản. Lúc đó, Già Lam Học viện viện trưởng bấy giờ phát động tổng động viên, tổ chức một chi học sinh quân đấu cùng phản quân, không chỉ giải cứu nguy cơ thủ đô, hơn nữa chiến tuyến kéo dài 3.000 dặm, trực tiếp đánh lui phản quân trở về phía Nam, hơn nữa cuối cùng tán loạn. Cũng chính là từ lúc ấy, phụ thân của Tần Chính, quốc vương bệ hạ ngay lúc đó, đem một nhóm học viên này phong làm Trấn Quốc Thần Vệ. Cái này cũng là khởi nguyên của Trấn Quốc Thần Vệ. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại chính là thời điểm kỳ nghỉ, hơn nữa học viện đã bắt đầu tổ chức báo danh nhiệm vụ rèn luyện kỳ nghỉ. Nguyệt Vương Tử hẳn phải biết, nhiệm vụ rèn luyện từ trước tới nay của Già Lam Học viện kỳ, trình độ nguy hiểm không kém đi Côn Kim Thành. Nếu nhiệm vụ lần này trực tiếp đổi thành trợ giúp Côn Kim Thành, khen thưởng gấp bội. Ý kiến hay. Tần Nguyệt mừng lớn nói. Vân Thiếu quả nhiên túc trí đa mưu. Nếu phát động học viên của học viện, vậy chúng ta liền có thêm lượng lớn võ sư, võ sĩ, vũ đồ. Quân đội như vậy đủ để quét ngang hết thảy. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Thiên Thủy Quốc kéo dài bao năm qua, hết thảy cường giả hầu như đều xuất thân từ Già Lam Học viện. Nguyệt Vương Tử có thể tự mình đứng ra điều động học viên, đem mấy giới võ giả này toàn bộ kéo tới, đây chính là trụ cột tương lai của quốc gia. Không chỉ như vậy, còn có lão sư học viện dẫn đội, lão sư của Già Lam Học viện, tu vi thấp nhất cũng là đại vũ sư. Hơn nữa nếu muốn đè ép hàn băng chân khí trong cơ thể Tiêu Khinh Vương cùng Trần Đại Sinh, nhất định phải có Lạc Vân Thường đi theo. Lạc Vân Thường là vũ quân cường giả hàng thật giá thật. Mấy người nghe được đều rất là khiếp sợ. Một chiêu này của Lý Vân Tiêu thực quá cao, không chỉ kéo tới một chi đội ngũ mạnh mẽ, hơn nữa trực tiếp để toàn bộ võ giả tương lai của quốc gia vào dưới trướng Tần Nguyệt. Nhân tài tương lai, này đều là căn bản của quốc gia a. Bạch Mâu cũng là ánh mắt lấp lóe khen. Có Lạc Vân Thường làm thống lĩnh học sinh quân, đội ngũ như vậy, thực lực so với một đội Trấn Quốc Thần Vệ còn cường đại hơn. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, khẽ cười nói. Tiêu Khinh Vương thương thế trầm trọng. Hiện tại đối với khống chế Trấn Quốc Thần Vệ có thể nói là như gần như xa. Cao Phong chống đỡ Đại Vương Tử, Bạch Thống Lĩnh chống đỡ Nguyệt Vương Tử. Còn có ba đội nhân mã khác cũng là từng người ly tâm. Nhưng chỉ cần Tiêu Khinh Vương trở về, năm đội Trấn Quốc Thần Vệ, ai dám không nghe. Tần Nguyệt Vương Tử, Thiên Thủy Quốc chỉ có ba vị Vũ Vương cường giả, đều đứng bên ngươi, ngươi có thể thất bại sao? Ba vị Vũ Vương. Con mắt Tần Nguyệt trợn thật lớn, ngạc nhiên nói. Còn có một vị là ai? Con người Bạch Mâu đột nhiên mở lớn, ngơ ngác nhìn về phía Lý Thuần Dương, thất thanh nói. Chẳng lẽ Tĩnh Quốc Công? Ha ha! Lý Thuần Dương cười to lên. Chính là Lão Phu, đã bước vào ngũ hành cảnh giới.
hắn đầy mặt tán thưởng nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng an tâm. Tôn tử của hắn phân tích những chuyện này, không có chỗ nào mà không phải là cao chiêu, như vậy xem ra, Tần Nguyệt là bách chiến tất thắng. Người ở đây đều kinh hãi thất thanh, Tần Nguyệt vội vàng khom lưng hạ bái, mừng lớn nói. Chúc mừng Tĩnh Quốc công. Người còn lại cũng không dám bất cẩn, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, đều dồn dập đứng dậy bái kiến. Ngũ hành cảnh Vũ Vương cường giả, chính là sức chiến đấu chí cường của một quốc gia, cao cư ở trên vạn người, coi như là thấy quốc vương bệ hạ, cũng có thể không cần bái kiến. Trái lại quốc vương đối với mỗi một vị Vũ Vương cường giả, đều là cung cung kính kính, tôn kính rất nhiều. Ha ha, chư vị không cần đa lễ. Lý Thuần Dương thấy cháu mình hữu dũng hữu mưu như vậy, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn cũng không che giấu nữa, khí thế trên người trong nháy mắt tản ra, một loại khí tức tông sư đặt ở trong lòng mọi người, ngoại trừ Lý Vân Tiêu ra, tất cả đều là tâm thần rung động, mồ hôi lạnh tràn trề. Trong đó Bạch Mâu cùng Kế Mông tu vi cao nhất, hai người cảm thụ cũng sâu sắc nhất. Lý Thuần Dương này, là Vũ Vương không thể nghi ngờ. Tần Nguyệt cảm giác chính là trên trời đột nhiên rớt xuống đĩa bánh, suýt chút nữa bị đập hôn mê, cười to lên. Hắn đi lên trước nắm lấy tay Lý Vân Tiêu, thân thiết nói. Vân Thiếu quả nhiên là quý nhân trong số mệnh của Tần Nguyệt ta ngày khác nếu có thể đăng cơ, tất là Vân Thiếu ban tặng. Hôm nay ta nguyện cùng Vân Thiếu kết làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không biết Vân Thiếu ý như thế nào? Trong mắt Lý Thuần Dương sáng ngời, biết Tần Nguyệt làm như thế cũng là bởi vì mình lên cấp Vũ Vương, nếu Vân Tiêu có thể cùng hắn kết làm huynh đệ, sau này Lý Gia Huy Hoàng tự nhiên không thể bàn cãi. Bạch Mâu cũng khẽ gật đầu, đối với cách làm của Tần Nguyệt rất là tán thành. Bởi vì Lý Vân Tiêu xác thực là nhân tài đáng giá lôi kéo. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức rụt tay trở về, lúng túng nói. Này, cái này, vẫn là chờ sau này hãy nói đi. Cái gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, tưởng rằng mình nghe lầm, mỗi một người đều trừng mắt, vểnh tai lên nghe. Tần Nguyệt cũng dại ra, mình thân là vương tử điện hạ, tương lai vua của một nước, muốn cùng một thiếu niên mười mấy tuổi kết bái, đây chính là thiên đại vinh quang, trong thiên hạ ngàn tỷ thần dân nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên chối từ. Hắn hoàn toàn không có tâm lý chuẩn bị cái này, ngây ngốc sững sờ. Cái trán Cổ Vinh bốc lên mồ hôi lạnh. Nội tâm càng là sùng bái tột đỉnh, hò hét nói, không hổ là Vân Thiếu A, thần tượng của ta. Kế Mông sửng sốt một chút, trong mắt cũng tràn đầy vẻ khâm phục. Lý Thuần Dương sau một lát thất thần, vẻ mừng rỡ trong mắt càng sâu. Vào lúc này hắn rốt cuộc biết, một thiên thủy quốc nho nhỏ, làm sao có khả năng lưu được tôn tử của hắn. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này trước đây vẫn ẩn núp sâu như thế, sợ là sớm đã có tâm tư bay ra thiên thủy quốc. Cho nên đối với thế sự đều không để tâm. Hiện tại tình thế bức bách, lúc này mới hiển lộ ra. Hừ, nếu không phải đụng loại đại sự thay đổi triều đại này, sợ là tiểu tử kia sẽ vẫn giả ngu đi xuống. Bạch Mâu cũng nuốt nước miếng một cái, vội vàng giải vây cho Tần Nguyệt nói. Vân Thiếu quả nhiên lấy quốc gia đại sự làm trọng, bây giờ chính là thời điểm nội ưu ngoại hoạn, cân nhắc không phải là vinh nhục một người. Chẳng trách Nguyệt Vương tử điện hạ chiêu hiền đãi sĩ. Sinh ra ái tài chi tâm, chuyện kết bái Kim Lang, không bằng chờ đại sự hoàn thành, sau khi vương tử lên ngôi lại kết bái. Sắc mặt Tần Nguyệt âm trầm bất định nói. Bạch thống lĩnh nói phải, Vân Thiếu là thiên tài ngàn năm có một, bản vương thực sự là yêu quý sốt ruột. Vậy thì chờ ngày bản vương đăng cơ, lại chiêu cáo thiên hạ. Tất cả mọi người hơi thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng cũng giải quyết, mọi người cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như vậy Tần Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy có mất mặt cỡ nào. Lý Vân Tiêu lại đột nhiên cau mày nói. Ngày đăng cơ, hay là thôi đi. Hắn thở dài nói. Ta người này cô đơn quen rồi, không quen cùng người xưng huynh gọi đệ, cũng không nghĩ tới kết bái với ai. Sau đó đừng tiếp tục nói việc này nữa. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh giống như quỷ dị. Sau khi Lý Vân Tiêu nói xong, tất cả mọi người đều há hốc miệng, con mắt trợn lên như chuông đồng. Triệt để dại ra. Trời ạ, lẽ nào trong đầu Vân Thiếu tất cả đều là đá hay sao? Coi như người thật không muốn kết bái, cũng không cần thẳng thắn cự tuyệt Nguyệt Vương tử như thế chứ. Nói thế nào cũng là quần thần có khác, người ta là quân, ngươi là thần. Làm thần nên có bản phận làm thần tử, ngươi làm như thế để người ta làm sao xuống đài. Lần này ngay cả Bạch Mâu cũng mắt choáng váng, không
không biết làm sao giảng hòa. Khặc, khặc, Lý Thuần Dương ho khan vài tiếng, cũng là một mặt hắc tuyến, tầng tầng khiển trách. Tiểu tử ngươi cũng coi như có chút tự mình biết mình, biết thần tử làm sao có thể cùng quân vương kết bái. Tuy rằng Nguyệt Điện Hạ để mắt ngươi, nhưng ngươi an phận làm tốt bản phận thần tử của mình là được, cũng không uổng công ta từ nhỏ dạy ngươi đạo làm quân thần. Tần Nguyệt lúng túng cười vài tiếng. Ha ha, Vân Thiếu quả nhiên rất đặc biệt, không hổ là truyền nhân của Tĩnh Quốc Công. Trong mắt của hắn nhanh chóng lướt qua một tia mù mịt, nhưng ở đây cái nào không phải cao thủ. Coi như Cổ Vinh thực lực thấp nhất cũng là thần thức hơn người, tất cả đều đặt ở trong mắt. Lý Thuần Dương cùng Kế Mông cũng mơ hồ có chút thay Lý Vân Tiêu lo lắng lên. Tuy rằng Bạch Mâu cũng lo lắng, nhưng đối tượng nàng lo lắng là Tần Nguyệt. Bởi vì nàng bói toán, tinh tượng thuật biểu hiện Lý Vân Tiêu mệnh cách cực cao, ngay cả dị thuật của nàng cũng khó có thể dò xét, mà tuy rằng Tần Nguyệt có hình ảnh đế vương, nhưng nhất định phải gặp Lý Vân Tiêu, mới có thể thành tựu. Nếu bởi vì việc ngày hôm nay ghi hận trong lòng, ngày sau tất là mối họa. Trong lòng Cổ Vinh lại cười to không ngớt, đối với Lý Vân Tiêu khâm phục giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, đã là không thể ngăn cản. Nhưng ý nghĩ của Lý Vân Tiêu lại đơn giản hơn nhiều, hắn là người nào? Phá quân vũ đế Cổ Phi Dương, thiên hạ ngày nay, có tư cách kết bái với hắn sẽ không vượt qua một tay. Đừng nói vương quốc vương tử, coi như hoàng đế của những siêu cấp đế quốc kia, cũng không ở trong một tay này. Cho tới trợ giúp Tần Nguyệt đăng cơ, này chỉ là sự tình tiện thể trong quá trình mình tu luyện mà thôi. Nếu tâm tình khó chịu, đổi nâng đỡ Tần Dương cũng không sao. Một tiểu quốc đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Thời điểm mình kiếp trước quát tháo thiên hạ, nếu không phải đệ tử Dương Địch là người của Thiên Thủy Quốc, hắn căn bản là không biết trên đại lục còn có một quốc gia như thế tồn tại. Lý Vân Tiêu làm sao không biết mọi người suy nghĩ gì, nhưng võ đạo chi tâm của hắn kiên định, ánh mắt đảo qua mọi người nói. Vinh nhục phàm thế, đều là bụi bặm, nhân sinh như xương, võ đạo vĩnh hằng. Tự tự châu ngọc, giống như từng búa đánh vào trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều giống như bắt được cái gì, nhưng không có cách dự đoán. Ngay cả Tần Nguyệt cùng Cổ Vinh thực lực thấp nhất, trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Tần Nguyệt vào lúc này, đột nhiên cảm thấy mình tranh cướp vương vị, tất cả đều là nhỏ bé như vậy. Con người của Kế Mông mở lớn, trên mặt hơi có vẻ dại ra, tự lẩm bẩm lặp lại. Vinh nhục phàm thế, đều là bụi bặm, nhân sinh như xương, võ đạo vĩnh hằng. Đột nhiên một loại cảm giác phúc chỉ tâm linh dâng lên linh hải, thật giống như có một đạo linh quang đốn mở. Vùng đan điền bắt đầu chậm rãi tuôn ra bốn đạo lực lượng bất đồng, dọc theo bốn chủ kinh mạch chảy xuôi, phân biệt đại diện cho tứ phương chi tượng, thanh, hồng, bạch, hắc, lực lượng bốn màu cọ rửa mỗi một kinh mạch trong cơ thể, cuối cùng lần thứ hai lưu chuyển tụ tập, hình thành một luồng chân khí hoàn toàn mới, trở lại trong đan điền. Tất cả mọi người trong phòng nghị sự đều phát hiện dị tượng trên người Kế Mông, bốn đạo ánh sáng bốn màu từ trong linh hải của hắn phóng ra, nguyên khí bốn phía cũng chịu ảnh hưởng, bị ánh xạ ra màu sắc không giống, chỉ chốc lát sau toàn bộ liền vào trong cơ thể Kế Mông, lúc này dị tượng mới biến mất. Vũ quân, con người Bạch Mâu đột nhiên mở lớn, cả kinh nói. Kế thống lĩnh, dĩ nhiên lên cấp vũ quân. Nội tâm của nàng càng là dâng lên cơn sóng thần, ngơ ngác quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu đang hờ hững. Nửa tháng trước thời điểm Kế Mông quy thuận hắn, chỉ là thất tinh đại vũ sư, ngăn ngắn nửa tháng thời gian, dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến vũ quân. Loại tốc độ này hoàn toàn không có cách nào lý giải cùng tin tưởng, để Bạch Mâu há to mồm, sững sờ có chút không biết làm sao. Lý Thuần Dương không biết những chuyện này, nhưng cũng giật mình nói. Lúc trước thời điểm ta đột phá vũ quân là bế quan 6 tháng, tiêu hao hơn 1.000 viên trung phẩm nguyên thạch cùng vô số đan dược mới xung kích thành công, tiểu tử ngươi lại phúc trí tâm linh, trong nháy mắt liền phá tan cửa ải, thật là vận khí kinh người. Vận khí sao? Trong lòng Kế Mông cười nhạt, cảnh giới hoàn toàn mới cũng làm cho võ đạo chi tâm của hắn kiên định hơn, hắn cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu một chút, sâu sắc lại xuống. Lý Vân Tiêu thản nhiên nhận hắn cúi đầu, cười nói. Cái này cũng là vận mệnh của ngươi, đợi lát nữa để Cổ Vinh luyện chế 10 viên thiên điểu đan cho ngươi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến Vũ Vương. Tu vi bây giờ của ngươi, muốn làm thủ hạ của ta, còn rất miễn cưỡng. Kế Mông sững sờ, nghiêm nghị đáp. Vâng, Vân Thiếu.
Vũ quân cao thủ làm thủ hạ của hắn còn rất miễn cưỡng. Tất cả mọi người đều là sạm mặt lại. Chỉ có Kế Mông và Cổ Vinh, tuy rằng không biết tình huống chân thật của Lý Vân Tiêu, nhưng đối với lời nói của hắn là không một chút hoài nghi nào. Sau khi Tần Nguyệt khiếp sợ, trong mắt lóe ra một vẻ hâm mộ, mình thân là vương tử, cũng chỉ có Bạch Mâu là vũ quân cường giả ở bên người, hơn nữa còn không phải thủ hạ. Nhưng hắn cũng mừng lớn nói. Trận doanh bên ta lại nhiều một vị vũ quân cường giả, lần này phần thắng càng to lớn hơn. Ta liền tự mình đi tới Già Lam học viện gặp lão sư. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ theo lão gia tử về nhà. Kế Mông ngươi đi đón Tiêu Khinh Vương, Cổ Vinh ngươi đi đón Lạc Vân Thường, bất luận làm sao cũng phải mời nàng đến. Lý Thuần Dương mừng rỡ trong lòng, mạnh mẽ vỗ tay, phấn chấn nói. Ngày mai trong chiều, ta sẽ phái Trung ương quân đi cứu viện, nhìn thái độ của bệ hạ. Nếu không được, mức độ thấp nhất cũng phải làm ra điều quân lệnh. Đến thời điểm đó có Trần Đại Sinh cùng Tiêu Khinh Vương, Bách Chiến Quốc coi như là có Dịch Tiểu Sơn tự mình xuất chinh cũng phải ăn quả đắng. Sau khi mọi người thương nghị, liền từng người làm việc, Lý Vân Tiêu theo lão gia tử trở lại Lý gia. Tại phủ đệ của Đại Vương tử Tần Dương, một hội nghị bí mật cũng đang tiến hành. Tần Dương nổi giận một trường vỗ nát một cái ghế gỗ giá trị liên thành, giận dữ hét. Các ngươi ba tên vũ quân, đối phương chỉ có một tên. Các ngươi 30 vị võ sư, đối phương 20. Các ngươi còn có hơn 50 vị hảo thủ cường nỏ trong quân. Dĩ nhiên chết chỉ còn lại 4 người trở về gặp ta. Hắn tức giận cả người run rẩy, chỉ vào Lý Dật sắc mặt tái nhợt, cả giận nói. Ngươi tên cẩu nô tài này, làm sao bàn giao cho ta? Sắc mặt của Cao Phong cũng cực kỳ khó coi, mặt âm trầm lạnh giọng nói. Đội một trấn quốc thần vệ của ta, hầu như diệt sạch. Những thứ này đều là thủ hạ tinh nhuệ nhất trong tay ta, lúc trước các ngươi nói không có sơ hở nào. Không chỉ có thể đả kích sĩ khí của Tần Nguyệt, còn có thể tiêu diệt lượng lớn cao thủ bên người Tần Nguyệt, lúc này ta mới đồng ý phối hợp các ngươi. Ai biết dĩ nhiên là kết quả này, ta đã thành công kiềm chế lại Bạch Mâu, bên các ngươi là giải thích như thế nào? Hơn 30 thủ hạ của ta cùng hơn 50 cung tiễn thủ làm sao bàn giao? Lý Dật cũng giận dữ và xấu hổ không ngớt, nhìn vết thương của mình cắn răng nghiến lợi nói. Đều là do Lý Vân Tiêu cùng Kế Mông kia. Kế Mông chặn lại hai vị sư huynh của ta, Lý Vân Tiêu thì chém đứt một cánh tay của ta, nếu không có hai người này quấy phá, kế hoạch đã sớm thành công. Tần Dương cả giận nói. Bản vương không nghe lầm chứ, Kế Mông chỉ là thất tinh đại vũ sư, hai vị sư huynh của ngươi là vũ quân. Có thể lấy một địch hai, Lý Vân Tiêu này là võ sĩ, ngươi là đại vũ sư, lại có thể chặt đứt cánh tay của ngươi. Ngươi không thể biên một lý do bình thường khác sao? Ba người Lý Dật đều là sắc mặt đỏ chót, dồn dập cúi đầu, trong mắt bốc lên vẻ oán độc. Lý Dật cố nén giận dữ nói. Lời ấy đều là lời thật, Kế Mông này không biết dùng đan dược gì, lập tức thì có thực lực vũ quân. Mà Lý Vân Tiêu kia, Lý Vân Tiêu. Hắn vừa nhắc tới danh tự này, liền cảm thấy trong ngực có một luồng tâm huyết muốn phun ra, thở dốc mấy lần, giọng căm hận nói. Lý Vân Tiêu này càng là quỷ kế đa đoan, ẩn giấu cực sâu. Trên người hắn không chỉ có huyền binh cấp 3, hơn nữa còn người mang bí thuật. Ban đầu thời gian ta ở Lý Gia, đã đối với hắn tiến hành điều tra, kết quả biểu hiện là 10 phần rác rưởi không thể nghi ngờ, ai biết dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Lấy tâm kế cùng thực lực của hắn, tuyệt đối sẽ là đại địch của đại vương tử A. Ánh mắt của Cao Phong cũng âm trầm nói. Người này thật có chút quái lạ, đêm đó ám sát Tần Nguyệt, vốn cũng là không có sơ hở nào. Cuối cùng không chỉ dã tràng xe cát, còn bị hắn thu phục Kế Mông, thật là quỷ dị. Trên mặt Tần Dương có chút ủ rũ, phất phất tay nói. Ta không muốn nghe các ngươi giải thích, cục diện bây giờ nên làm thế nào cho phải. Các ngươi nói cái chủ ý đi. Lý Dật mở miệng nói. Đại vương tử không cần phải gấp, tuy rằng lần này thất bại, nhưng không quá quan trọng. Kế hoạch của chúng ta không phải đều đâu vào đấy đang trong quá trình tiến hành sao. Chờ Kim Sư quân đoàn của Đại Vương Tử ở Bạch Đầu Trấn lui trở lại thủ đô, hội hợp thế lực quy thuận trong Trung ương quân, đem Trung ương quân chỉnh hợp. Toàn bộ thủ đô còn không phải ở dưới sự khống chế của Đại Vương Tử sao? Tần Dương trầm giọng nói. Điểm ấy ta có niềm tin, nhưng Tiêu Khinh Vương làm sao bây giờ? Ta xem Lý Vân Tiêu này thật có thể trị hết thương thế của hắn,
đến thời điểm đó hắn đứng bên Tần Nguyệt, ai có thể đối phó. Một vị vũ vương khác lại là lão sư của Tần Nguyệt, đây mới là địa phương nhức đầu nhất. Trên mặt Lý Giật lộ ra nụ cười gằn. Việc này đại vương tử yên tâm, đến thời điểm đó gia sư còn có thể phái cao thủ đến đây. Tiêu Khinh Vương là chắc chắn phải chết. Tần Dương gật đầu nói. Như vậy rất tốt, hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố. Lý Giật lời thề son sắt đảm bảo một trận, trong mắt lóe ra một tia châm chọc, liền theo Quảng Nguyên Giáp cùng Ngư Nguyên Văn lui ra. Tần Dương im lặng một hồi hỏi. Cao thống lĩnh, ngươi xem những người Bách Chiến Quốc này đáng tin không? Trong mắt Cao Phong lóe ra một tia sát khí, lạnh lùng nói. Đáng tin mới lạ, đáng tiếc ngươi tên hảo thủ của chúng ta. Tần Dương cũng gật đầu nói. Bản vương cũng cho là như thế, vẫn phải dựa vào mình mới được. Sự kiện kia nên gia tăng thực thi, còn có ba đội khác của Trấn Quốc thần vệ cũng phải buộc bọn họ biểu thị rõ thái độ. Vâng. Cao Phong lĩnh mệnh nói, trong mắt lóe ra điểm điểm tinh quang. Đúng rồi, bên Khổng Nhân Nghĩa kia thế nào rồi? Đã an bài xong xuôi, Khổng đại nhân đối với việc Lý Thuần Dương tùy ý làm bậy, tổn hại quốc pháp, tàn sát đại thần cũng vô cùng tức giận. Hừ, vô cùng tức giận có cái dám dùng. Hắn chỉ là một lão thất phu, tay trói gà không chặt, dùng tới lôi kéo lòng người, nâng cờ đại nghĩa vẫn được, loại thời đại luân phiên này. Thời điểm giết người chảy máu, tác dụng còn không bằng một tên binh lính bình thường. Dù sao hiện tại mọi người còn không trở mặt, binh khí vẫn không có đặt ở trên mặt bàn. Để hắn giơ đại nghĩa đạo đức đi gây phiền phức cho Lý Thuần Dương, đả kích Lý ra một hồi cũng không tệ. Có khi có hiệu quả không tưởng tượng nổi cũng khó nói, dù sao Khổng Nhân Nghĩa thịnh uy cực cao, đại biểu sĩ tử chi tâm trong thiên hạ, sợ là Lý Thuần Dương cũng không dám coi trời bằng vung. Không sai. Nếu như có thể mượn cơ hội này đánh nát uy tín của Lý gia trong thiên hạ, đối với ta triệt để nắm trung ương quân cũng có trợ lực rất lớn. Chỉ cần Khổng lão thất phu đứng bên chúng ta, dân tâm trong thiên hạ liền đứng bên chúng ta. Sắc mặt Tần Dương rốt cục có chút ung dung, hắn phất phất tay để Cao Phong lui ra, mình thì một thân một mình đi dạo. Ánh mắt của hắn không ngừng biến động, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm. Những này đều là trò đùa trẻ con mà thôi. Chỉ cần sự kiện kia thành, coi như tất cả mọi người ủng hộ ngươi, vương vị cuối cùng cũng là của ta. Lý Vân Tiêu theo lão gia tử trở lại, rất xa liền nhìn thấy một đám người vây chặt trước của Lý gia. Sắc mặt lão gia tử phát lạnh, sát khí lẫm liệt hừ nói. Người nào lớn mật, dĩ nhiên dám vây chặt Lý gia ta, chúng ta đi lên xem một chút. Chờ hai người đến gần, đột nhiên từ bên cạnh lướt qua một bóng người, chính là Lý Hiển bên người Lý Bạch Phong. Vội vàng quỳ vấn an lão gia tử nói. Đại lão gia, không tốt, ba vị đệ tử Nhan Tân, Công Tôn Nhượng, với tử hiền của quốc tử giám Khổng Nhân Nghĩa đại nhân, mang theo trăm vị nho sinh, trong đó không thiếu đại thần trong triều, liệt kê 10 đại tội trạng cho đại lão gia, đến hưng binh vấn tội rồi. Cái gì, là lão thất phu Khổng Nhân Nghĩa kia? Lý Thuần Dương giật mình nói, sát khí trên người dần dần thu lại, một bộ trầm tư. Hắn quay đầu lại cau mày nói. Vân Tiêu, nếu không chúng ta tạm thời tránh lui một hồi, chờ đám nho sinh nghèo túng kia nháo xong rồi, tự nhiên sẽ đi thôi. Chân mày của Lý Vân Tiêu cau lại, hai mắt ngưng tụ, xa xa phóng tầm mắt tới, hơn trăm vị nho sinh kia mỗi cái cầm hoành phi to lớn, mặt trên các loại chữ rồng bay phượng múa viết từng cái từng tội trạng, giơ lên thật cao. Ngoại trừ nội dung không nói, chữ xác thực là thanh tân tú lệ, lộ ra một luồng kinh lực nho nhã, có lẽ là Khổng Nhân Nghĩa tự mình viết. Lão gia tử ngay cả văn võ đại thần cũng dám tùy tiện giết, chỉ là hơn trăm nho sinh lẽ nào lại sợ. Vân Tiêu ngươi không biết, giết mấy đại thần, đối với nước với dân cũng không có quan hệ đau khổ. Nhưng Khổng Nhân Nghĩa này bất đồng, hắn chính là hậu đại của nho gia thánh nhân, đại biểu chính là văn chương đạo đức, ngũ thường đại nghĩa. Mỗi tiếng nói cử động của hắn, hầu như chính là quy phạm cho thiên tài văn nhân. Coi như là quốc vương bệ hạ cùng lão thất phu Lam Hoàng thấy hắn. Cũng phải cao giọng hô một câu, lão sư. Tuy rằng không ở trong triều làm quan, nhưng thịnh uy rất lớn. Nếu ngày hôm nay động sát cơ, sợ là anh minh của Lý gia sẽ như nước chảy về biển Đông, để người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Thiên hạ nhiều dòng nhân, có gì phải sợ, trăm vạn đại quân áp cảnh mà không sợ, huống hồ chỉ là nước bọt. Khổng Nhân Nghĩa kia dĩ nhiên vào lúc này nhảy ra ngoài, sợ cũng là được chỗ tốt hoặc bị đại vương tử đầu độc. Xem ra cũng không phải vật gì tốt.
nếu hắn muốn không biết tự lượng sức mình chặn đường chúng ta, vậy thì cùng nhau quét dọn đi. Lý Vân Tiêu nói xong, trong mắt nổi lên sát khí, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng, thật giống như nhìn về hơn trăm nho sinh phía trước, tất cả đều là một người chết. Lý Thuần Dương cùng Lý Hiển đều bị sát ý trên người hắn làm sợ hết hồn, nội tâm lo lắng đi ở phía sau. Dù sao Lý gia là võ tướng thế gia, đối với sĩ tử văn nhân, ở trong xương vẫn tồn tại một phần tôn kính. Này kỳ thực là một loại tôn kính đối với học vấn của thánh nhân. Cửa lớn của Lý gia từ lâu bị vây chặt, Lý Bạch Phong cũng chưa từng thấy loại tư thế này, chỉ ở bên trong nào dám đi ra, cũng không biết làm sao đưa Lý Hiển ra mật báo. Trên trăm vị bạch y nho sinh tất cả đều khoác áo gai để tang, giơ tội trạng lên cao, từng cái ở trước cửa nhà Lý gia tính tọa tuyệt thực. Trong đó trên trán ba người cầm đầu càng là gô lên dấu khắc trung dũng, nhân nghĩa, chí tin, chính là sĩ tử Tam Hiền Nhan Tân, Công Tôn Nhượng cùng với Tử Hiền trong hàng đệ tử của Khổng Nhân Nghĩa. Mọi người vừa thấy ba người Lý Vân Tiêu xa xa đi tới, nhất thời dồn dập huyên tạp lên, từng cái từ trên mặt đất đứng lên, quắc mắt trừng trừng, khí thế hơn trăm người liên hợp lại cùng nhau, mơ hồ có một luồng cương khí, huyền tụ ở trên bầu trời không tiêu tan. Ba người Nhan Tân liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hô. Khi quân phạm thượng, tàn hại đại thần, thí chủ quân quyền, dung túng thuộc hạ, tự cao tự đại, bất chấp phương pháp, một mình liếm tài, giết người xét nhà, lòng dạ độc ác, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Thập đại tội trạng, tội không thể tha. Thập đại tội trạng, tội không thể tha. Hơn trăm người cùng kêu lên, nhất thời thanh thế rung trời. Từng cái hô đỏ cả mặt, mắt trợn tròn, dị thường kích động. Cảm giác đại nghĩa ở trong tay, muốn hàng yêu trừ ma. Ở trên bầu trời Lý gia, Cổ Hạo Nhiên chính khí kia ngưng tụ không tan, mơ hồ có dáng vẻ ngưng tụ thành hình. Lý Vân Tiêu dùng ngón giữa ngoáy lỗ mũi, rất nhanh kéo ra một đoàn đen đen từ bên trong, bấm tay gảy đi ra ngoài. Một đạo kình phong cắt phá trời cao, đánh thẳng đến trên mặt Nhan Tân. Những người kia tất cả đều là văn nhân sĩ tử, coi như có tập võ cũng chỉ là vì cường thân kiện thể. Nơi nào chống đỡ được kình khí của Lý Vân Tiêu? Tị thị nhảy vào bên trong Cố Hạo Nhiên chính khí kia, tựa hồ chịu đến một loại trở ngại nào đó, trở nên nhẹ nhàng lên, cuối cùng kề sát ở ngoài miệng Nhan Tân. Phi, 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 phi. Nhan Tân buồn nôn nhổ mạnh ra, liên tiếp ói ra mười mấy lần, vẫn cảm thấy rất buồn nôn, muốn nôn mửa. Lý Vân Tiêu, người dám khinh nhờn sĩ tử hiền nhân. Xem ra ngươi cũng là cùng Lý Thuần Dương một ổ rắn chuột, tội ác tày trời. Công Tôn Nhượng giận dữ hét, quyết định chụp mũ trước. Một ổ rắn chuột, tội ác tày trời. Mọi người cũng theo hống lên. Lý Vân Tiêu không có để ý dáng dấp của bọn họ, mà là nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Hạo Nhiên chính khí trên bầu trời, hai tay vẫn ôm ở trước ngực, dùng nắm đấm nâng cằm lên nói. Nho ra Hạo Nhiên chính khí quả nhiên có chút thành tựu, xem ra trước đây ta vẫn là có chút phiến diện. Hắn buông cánh tay xuống, móc móc lỗ tai, hai ngón tay dính vào nhau. Ba người Nhan Tân biến sắc, dồn dập cảnh giác lên, thân thể không khỏi lùi về sau một bước, Tử Hiền cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? Thiết! Lý Vân Tiêu xì cười một tiếng, châm chọc nhìn ba người nói. Quản thiên quản địa, mặc dù là thánh nhân, cũng quản không được người ta ngoáy mũi. Lẽ nào sĩ tử Tam Hiền của Khổng Nhân Nghĩa? Còn quản không cho ta ngoái tai. Công Tôn Nhượng trừng mắt cả giận nói. Thấp kém. Xèo. Ngón tay của Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn giấy tai phá không mà lên, trực tiếp đánh vào trong miệng Công Tôn Nhượng. Công Tôn Nhượng kinh nộ nhảy một cái, trực tiếp nuốt xuống. Ẩu. Hắn cúi người, trong dạ dày quay cuồng một hồi, nôn mửa một đám lớn. Nhan Tân chỉ là dính ở trên miệng, nhưng hắn là hàng thật đúng giá nuốt vào. Ngay cả mật đắng trong dạ dày cũng trực tiếp nôn đi ra. Ha ha! Lý Thuần Dương nguyên bản còn lo lắng không ngớt, thực sự là không nhịn được cười, nhịn không được cất tiếng cười to lên. Nho gia sĩ tử quanh người Công Tôn Nhượng nghe một luồng mùi thối nôn mửa, dồn dập nhíu mày, theo bản năng rời bước cách xa hắn. Ngay cả Nhan Tân cùng với Tử Hiền cũng nhíu mày, duy trì khoảng cách nhất định với hắn. Toàn bộ đội ngũ nhất thời có chút thưa thớt lên. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn trời. Hạo Nhiên chính khí nguyên bản ngưng tụ không tan, bắt đầu hiện ra hư ảnh thánh nhân, bắt đầu có chút tán loạn. Hạo Nhiên chính khí này quả nhiên là do nho ra thần niệm của sĩ tử cùng nguyên khí hội tụ thành, tựa hồ cũng là đồ đại bổ, há có thể lãng phí.
dưới chân hắn đột nhiên lướt lên, trực tiếp bay lên trời, nhảy vào trong Hạo Nhiên chính khí, đem thần niệm toàn thân thả ra, vận chuyển nhất mạch tạo hóa quyết, nhất thời năng lượng Hạo Nhiên chính khí đầy trời, điên cuồng tràn vào thân thể Lý Vân Tiêu. Hắn thoáng chốc cảm thấy tinh thần sảng khoái, khoái ý không nói ra được, nhất thời cười to ba tiếng, hai tay tạo thành một quyết ấn quái dị, đột nhiên thả lớn mấy lần, hình thành một khí tràng vô hình khuếch tán ra, đem cả người hắn bao vây vào. Cả người Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trên bầu trời Lý gia, đỉnh đầu, lòng bàn tay, gan bàn chân đẩy một bọt khí như quả bóng đá, lẳng lặng bồng bềnh không nhúc nhích. Nhưng ở dưới thần niệm vận chuyển, nhất mạch tạo hóa quyết là điên cuồng hấp thu Hạo Nhiên chính khí. Này, chuyện gì thế này? Hắn dĩ nhiên có thể trôi nổi ở trên hư không? Không phải chỉ có vũ tông cường giả trong truyền thuyết mới có thể bay trên trời sao? Hắn trôi nổi ở kia, hình như là đang hấp thu Hạo Nhiên chính khí của chúng ta. Nhan Tân cũng rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền trấn định nói. Mọi người đừng hoảng hốt, tiểu tử này quả nhiên biết yêu ma tà thuật. Bất quá nho sĩ chúng ta đọc sách đến bạc đầu, chính là năng lượng chính khí trong đất trời, yêu ma tà đạo như hắn hấp thu vào chính là tự tìm đường chết. Dáng vẻ Tử Hiền như bỗng nhiên tỉnh ngộ, cao giọng nói. Nhan huynh nói rất đúng, mọi người không nên hoảng loạn, tĩnh tâm thủ thần, thầm đọc thánh nhân học vấn, để Hạo Nhiên chính khí lớn lên, tru diệt tà ma kia. Hơn 100 người dồn dập tĩnh tâm ngồi xuống, bắt đầu đọc thầm thánh nhân học vấn. Nhất thời trên thân thể mỗi người bắt đầu mơ hồ hiện ra khí tức thư sinh, theo từng tiếng thánh nhân chi đạo kia bay vào trên bầu trời. Lý Hiển ngoác to miệng, giật mình nói. Đại lão gia, Vân Thiếu không có sao chứ? Lý Thuần Dương cũng dị thường khiếp sợ, Lâm Không phi hành xác thực chỉ có lục hợp cảnh Vũ Tông mới có thể làm đến, nhưng Lý Vân Tiêu hiển nhiên là sử dụng loại bí thuật nào đó, hắn trầm giọng nói. Tiểu tử này làm việc nên có chừng mực. Giờ khắc này Lý Vân Tiêu trôi nổi ở trong hư không rất là khoái ý, sau khi Hạo Nhiên chính khí kia bị hút vào trong cơ thể, không chỉ có chuyển hóa thành chân khí tụ hợp vào đan điền, hơn nữa còn có thể tẩm bổ hồn phách, để hắn phi thường thích ý. Dựa vào thiên điểu đan hồi lâu vẫn không có tăng tiến tu vi, vào đúng lúc này cũng bắt đầu buông lỏng, hướng về lục tinh đỉnh cao phóng đi. Chẳng lẽ là vì ta tu luyện bá thiên luyện thể quyết cùng đại diễn thần quyết? Nhiều Hạo Nhiên chính khí như vậy dĩ nhiên cũng không cách nào phá tan một tinh. Lý Vân Tiêu có chút giật mình, lúc trước dùng lượng lớn thiên điểu đan cũng mới đột phá đến lục tinh, liền để trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác này, hiện tại mới dám chứng thực. Xem ra vài loại công pháp cùng tu, có lợi cũng có tệ. Có điều người mang bá thiên luyện thể quyết cùng đại diễn thần quyết, cộng thêm võ đạo lĩnh ngộ của ta, cùng cấp tuyệt đối là không có địch thủ. Sau khi chân khí của hắn hấp thu xong Hạo Nhiên chính khí, vừa vặn kẹt ở trên bình cảnh lục tinh, hơi có chút thất vọng, đang muốn xuống, vừa vặn nghe Nhan Tân cùng với Tử Hiền nói, Hạo Nhiên chính khí giống như sóng biển cuồn cuộn, mãnh liệt từ trên người hơn trăm vị sĩ tử tản mát ra, dường như bách xuyên hối hải, dâng trào không thôi. Đệt! Nhan Tân, Tử Hiền, ta yêu chết hai người các ngươi. Lý Vân Tiêu vui mừng khôn xiết, thật giống như một người mới vừa ăn lửng dạ. Đột nhiên đẩy tới một bàn thịnh yến, lão tử liền không khách khí. Lỗ chân lông toàn thân hắn đột nhiên mở ra, tham lam trắng trợn hấp thu Hạo Nhiên chính khí tinh khiết, tất cả tâm thần đều chìm đắm ở trong cảm giác tuyệt vời kia. Vì không để bọn họ ngừng cung cấp Hạo Nhiên chính khí, Lý Vân Tiêu còn cố ý lộ làm vẻ mặt thống khổ, phẫn nộ kêu lên. Ngươi, ngươi, các ngươi quá ác, quá độc ác. Lượng lớn Hạo Nhiên chân khí bị hút vào trong đan điền. Rốt cục đạt đến đỉnh phong. Một cảnh giới hoàn toàn mới ở trong thân thể lặng lẽ giáng lâm, kinh mạch trong nháy mắt bị mở ra, trong mắt Lý Vân Tiêu tinh mang như điện, rốt cục đạt đến thất tinh võ sĩ. Hắn hài lòng muốn giống to lên, nhưng vẫn tiếp tục tham lam hấp thu Hạo Nhiên chính khí, trong miệng gào gào kêu to lên. Súc sinh, mau dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Ta sắp không xong rồi, cứu mạng a. Trên trăm vị sĩ tử phía dưới mỗi cái sắc mặt tái nhợt. Trên trán mồ hôi hột lăn xuống, chỉ cảm giác tinh khí thần của mình đang nhanh chóng trôi đi, trước đây chưa từng có tình huống như thế, bình thường đều là càng đọc thánh hiền chi thư càng tinh thần phấn chấn. Mọi người dáng chịu đựng, tà ma kia sắp không xong rồi. Công Tôn Nhượng cắn răng nghiến lợi nói, hắn ăn một đoàn giấy tai của Lý Vân Tiêu, đã đem mật ói hết, hận không thể kéo hắn xuống băm thành tám mảnh, vì lẽ đó thả ra nho ra Hạo Nhiên chính khí mạnh nhất cũng chính là hắn. Lý Hiển kinh hãi nói. Đại lão gia,
làm sao bây giờ? Vân thiếu gia sắp không xong rồi. Lý Thuần Dương ngạc nhiên không ngớt, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu ở trên hư không, ngoại trừ khuôn mặt thống khổ ra, trong ánh mắt lại là một mảnh thanh minh như nước, nơi nào có nửa điểm không được. Hơn nữa từ không trung truyền đến từng trận khí tức, lẽ nào tiểu tử này thăng cấp? Rốt cục sau thời gian uống cạn chén trà, mấy trăm tên thư sinh phía dưới đã chịu không nổi, dừng lại đọc thánh hiền chi thư, nhất thời thật giống như bị người mạnh mẽ chặt đứt liên hệ cùng hạo nhiên chính khí, cả người uể oải xuống, thật giống như trong cơ thể bị đào hết, toàn bộ tinh khí thần thất lạc. Phốc, một ít sĩ tử thân thể hơi yếu một chút, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất hôn mê. Công Tôn Nhượng cũng vì tâm ma quá mạnh, cả người hoa mắt chóng mặt, lảo đảo. Nhan Tân cùng với Tử Hiền cũng là tâm thần bị hao tổn, ngơ ngác nhìn tới không trung, nhưng nhìn thấy Lý Vân Tiêu một mặt điềm tĩnh, thân thể vẫn như cũ dương hình chữ đại, chậm rãi rơi xuống. Hai người cùng một ít thư sinh vẫn tỉnh táo tất cả đều mắt choáng váng, này, dáng dấp này nào có nửa phần bị thương. Hơn nữa khí thế trên người, tựa hồ so với lúc trước càng tăng lên. 3. Trong nháy mắt một chân của Lý Vân Tiêu chạm đất, bong bóng vô hình nâng hắn dường như phá diệt. Ba một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhẹ nhàng dẫm chân trên đất, ưỡn thân thể lên, chậm rãi dương đôi mắt, như một tia chớp vàng óng xẹt qua, trong nháy mắt tiêu tan, hết thảy sĩ tử đột nhiên cảm thấy tâm thần chấn động mạnh, mấy người vẫn tính tỉnh táo, tất cả đều phun ra ngoài một ngụm máu, lần thứ hai té xỉu mấy chục người. Lý Vân Tiêu thở phào một cái, cáu giận nói. Hô, thất tinh trung cấp võ sĩ, coi như không tệ. Nếu như các ngươi lại cho chút lực, ta liền có thể đột phá đến thất tinh đỉnh cao. Cha cha, mới cho chút hạo nhiên chính khí như thế liền không xong rồi, bình thường là đọc sách làm sao a? Lời nói của hắn giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt ở bên tai tất cả sĩ tử ở đây ầm ầm nổ tung, những thư sinh té xỉu trên đất kia đều trực tiếp bị chấn động tỉnh lại, từng cái ngây người như phỗng, đầu óc trống không. Cái gì, hắn dĩ nhiên là đang lợi dụng hạo nhiên chính khí của chúng ta đột phá tu vi. Lượng lớn thư sinh dồn dập thổ huyết, Nhan Tân cùng Công Tôn Nhượng cũng khí hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi. A, à, ngay cả Lý Thuần Dương cũng mắt choáng váng, trợn to tròng mắt, lập tức cất tiếng cười to lên. Ha ha, không hổ là tôn tử của lão phu, đa tạ phần đại lễ này của Khổng Nhân Nghĩa, các người thay lão phu cảm tạ hắn. Ha ha, Lý Thuần Dương càng kích thích những học sinh tâm thần bị hao tổn kia, từng cái điên điên khùng khùng. Có chút hoảng hốt lên. Ngươi, các ngươi không chết tử tế được. Nhan Tân gào thét chửi bới lên. Hừ, đừng tưởng rằng phun mấy búng máu là không sao, các ngươi vây chặt Lý gia, tùy ý làm bậy, lại dám định tội cho gia gia ta. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện ở trên thân mọi người lướt qua, lạnh giọng nói. Hiện tại, nên hảo hảo thanh toán đi. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, nhất thời có cỗ uy thế như núi lớn. Hướng về những sĩ tử đã tàn tạ không thể tả kia ép đi. Phốc, Nhan Tân cách Lý Vân Tiêu gần nhất, đứng mũi chịu sào, bị uy thế của hắn xung kích phun ra ngụm tâm huyết, liền lùi mấy bước, ngơ ngác kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Nguyên bản bọn họ có hơn 100 sĩ tử thư sinh, thanh thế cuồn cuộn, thể muốn bắt Lý Thuần Dương. Ai biết lời còn chưa nói mấy câu, liền bị lật qua lật lại giống như chó chết, ngang dọc tứ tung nằm một chỗ. Trên mặt đất đâu đâu cũng có máu tươi, từng bãi, nhìn thấy mà giật mình. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ta muốn làm gì, các ngươi hơn 100 người vây quanh trước cửa Lý gia ta, còn hỏi ta muốn làm gì. Ngươi là đang nói chuyện cười sao? Tử Hiền thấy Nhan Tân không ngừng lùi lại đến bên cạnh, hắn bình phục tâm thần, tiến lên nổi giận nói. Ngươi, Lý gia các ngươi có thập đại tội trạng, tội không thể tha. Hắn biết lần hành động này là phải thất bại, nhưng nhất định phải đứng ở bên ngũ thường đại nghĩa, thập đại tội trạng cũng nhất định phải chụp lên cho Lý gia. Lý Vân Tiêu mắt sáng lên, theo dõi hắn cười nói. Quả nhiên là thích nói chuyện cười, thập đại tội trạng. Ngươi coi bệ hạ là người mù, ngươi rõ ràng là đang nói bệ hạ trung nịnh không phân, thân tiểu nhân, xa hiền thần, là đại hôn quân. Đúng hay không? Ngươi, Tử Hiền lập tức ách ngữ. Bị Lý Vân Tiêu từng bước áp sát, có điểm không biết làm sao. Công Tôn Nhượng tiến lên, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người đừng vội tránh nặng tìm nhẹ, cắt câu lấy nghĩa, ăn nói linh tinh.
Lý Vân Tiêu mở mắt ra, khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói. Ngươi, mới vừa ăn giấy tai của ta, ăn đến ngốc hả? Ta không muốn cùng một người ăn phân nói chuyện, xin ngươi tự trọng. Phốc, Công Tôn Nhượng tức giận phun ra một ngụm máu lớn, không đứng thẳng được, không ngừng lùi về phía sau ngã xuống, ngón tay chỉ vào Lý Vân Tiêu run cầm cập liên tục, một hơi giấu ở trước ngực. Ngươi, 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 ngươi. Tam đại sĩ tử hiền giả, toàn bộ ăn quả đắng, từng cái tức giận thổ huyết. Còn lại những thư sinh còn chưa té xỉu kia, cũng là từng cái trên mặt không có chút máu, sau khi mất đi tinh khí thần, ngay cả ánh mắt cũng có chút hoảng hốt lên, nhìn ba nhân vật giống như lãnh tụ từng cái ngã xuống, càng là há hốc mồm, ngốc tại chỗ không biết làm sao. Cảnh tượng này cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a, hẳn là ở dưới mọi người lên tiếng phê phán, Lý Thuần Dương bị chém đầu đền tội mới đúng. Tại sao lại như vậy? Không nói ba đại hiền giả, Chu huynh, Trương huynh, Mạnh huynh, Tư Đồ huynh, từng cái trong ngày thường chỉ điểm giang sơn, tài hoa hơn người, làm sao tất cả đều ngã trên mặt đất như lợn chết, còn có từng bãi vết máu. Lý Thuần Dương cũng là xem trợn mắt ngoác mồm, một đám thư sinh cổ hủ chỉ biết dựa vào miệng lưỡi kiếm cơm ăn, dĩ nhiên ở trên mồm mép bị tôn tử của mình nói đến tức giận thổ huyết. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Lý Vân Tiêu nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Nguyên bản các ngươi mạo phạm Lý gia, là chắc chắn phải chết, nhưng xem ở phân lượng trợ giúp ta thăng cấp, ta cho các ngươi một lựa chọn bảo mệnh. Càn rỡ, chúng ta chính là đệ tử thánh nhân, văn sĩ hiền giả, chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta sao? Một tên thư sinh trong đó tức giận quát. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, vươn tay ra lâm không chỉ tay, nhất thời một đạo hoành phi bay vào trong tay hắn, mặt trên viết 8 chữ thập đại tội trạng, tội không thể tha. Hắn châm chọc nở nụ cười, bóng người trong nháy mắt lấp lóe, liền đi tới trước mặt tên thư sinh mới vừa nói kia, một chưởng hướng đỉnh đầu hắn nhẹ nhàng đập xuống. Đùng! Như dưa hấu vỡ tan, đầu tên thư sinh kia cũng như dưa hấu vỡ nát thành 5 mảnh, óc màu vàng nhạt cũng vỡ toang ra, gắn cùng một chỗ. Tiếp theo Lý Vân Tiêu một chưởng vỗ ở trước ngực hắn, nhất thời trong cổ phun ra cột máu to bằng cánh tay. Chi! Tất cả mọi người hút vào ngụm khí lạnh. Chỉ cảm thấy lạnh cả người. Loại thủ đoạn tàn bạo này, bọn họ chưa từng gặp qua. Mỗi ngày đều vùi đầu khổ đọc sách thánh hiền, ngắm hoa ngắm trăng thưởng thức rượu, ngay cả gà vịt cũng không dám động thủ chém giết. Lần này tất cả đều há hốc mồm, lúc này mới bắt đầu có một tia sợ sệt xông lên đầu, ý thức được lần này mình đúng là đùa lớn rồi. Lý Vân Tiêu đem hoành phi màu trắng hướng về trên cột máu này ném đi, nhất thời máu tươi đem 8 chữ kia rửa sạch sẽ. Năm ngón tay của hắn hư nắm, máu tươi ở trên không trung ngưng tụ thành đoàn, ở dưới sự khống chế của hắn hướng về hoành phi kia bay đi, nhất thời mấy đại tự đỏ tươi nổi lên ở mặt bên kia, khổng nhân nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản. Hắn đem hoành phi ném vào trong đám thư sinh, từ tốn nói. Giờ cái hoành phi này, nhiễu thành 3 vòng, mỗi đi 3 bước gọi một câu. Ta sẽ phái người theo ở phía sau, không gọi, gọi thiếu, gọi âm thanh thấp, giết. Lý Vân Tiêu, người không sợ thiên hạ thoá mạ, không sợ thiên cổ. Tử Hiền phẫn nộ nói, đột nhiên trên cổ đau xót, liền phát hiện thân thể của mình đã xa cách mình mà đi, không chỉ có thân thể của mình, đại địa cũng xa cách tầm mắt của mình, mà tất cả mọi người đều sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn mình. Lúc này hắn mới kinh ngạc phát hiện, là đầu của mình bay lên. Đùng! Lý Vân Tiêu tiện tay bẻ gãy một cây trúc ven đường, trực tiếp đem đầu lâu của Tử Hiền xuyên qua. Như một viên thịt lớn, nhìn thấy mà giật mình. Cây trúc này rất dài, nhìn cuối cùng có thể xuyên bao nhiêu đầu lâu. Chi! Hết thảy thư sinh sắc mặt đều trắng bệch, cả người rét run. Ngay cả Tử Hiền một trong ba đại hiền giả, hắn cũng có thể con mắt không nháy giết chết xuyến đầu, giết mình những cái gọi là tài tử này, càng là so với giết con kiến. Nhan Tân cùng Công Tôn Nhượng ngây người tại chỗ, chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, cảm giác cực kỳ không chân thực. Đồng bạn ngày hôm qua còn cùng với mình thi từ ca phú, ở trên sông Tần Hoài phong hoa tuyết nguyệt, giờ chỉ còn sót lại một bộ thi thể, đầu lâu cao cao treo ở trên cây trúc. Lý Vân Tiêu cầm lấy cây trúc, đi tới trước mặt Nhan Tân, mặt không tình cảm chút nào, lạnh lẽo nói. Cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian, gọi thông cáo kia một lần cho ta. Cả người Nhan Tân run cầm cập một hồi, nâng lên một chút dũng khí cuối cùng, cắn răng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hôm nay tuy chết,
anh minh vĩnh tồn. Ngươi tuy nhất thời đắc ý, nhưng bêu danh thiên cổ. Lý Vân Tiêu không có phản ứng hắn, chỉ là nhẹ nhàng đếm. Một. Chữ một kia giống như búa tạ, đánh vào trên người Nhan Tân, để hắn run rẩy không ngừng. Tuy rằng người đọc sách có khí tiết, nhưng thời điểm chân chính đối mặt sinh tử, ai có thể thờ ơ. Hắn chỉ cảm thấy thời gian ba cái hô hấp kia giống như trăm năm, nhưng khi Lý Vân Tiêu phun ra chữ hai, lại cảm thấy trải qua quá nhanh. Hai. Hắn run cầm cập lên lần thứ hai, trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp cùng sợ hãi, đôi môi cũng không ngừng run, dáng vẻ có chút tinh thần thất thường. 3. Theo chữ 3 phun ra, vẻ mặt lãnh đạm của Lý Vân Tiêu bất biến, nhưng sát khí trên người lại bỗng nhiên dựng lên, thái âm hàn kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang ở dưới thái dương lóe lên, Nhan Tân chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh đâm nhói, nhìn đầu lâu mơ mơ hồ hồ trên cây trúc, thật giống như đã biến thành dáng dấp của mình, tinh thần thoáng cái như đê vỡ, âm âm sụp đổ. A, không muốn, đừng có giết ta, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Vân Thiếu, ta sai rồi. Là ta sai rồi, người bỏ qua cho ta đi. Tinh thần của hắn hoàn toàn bôn hội rơi mất, trực tiếp tại Lý Vân Tiêu trước mặt quỳ xuống. Còn lại sĩ tử thư sinh, tất cả đều là thống khổ che mặt trường khấp, dồn dập khóc lớn lên. Thái âm hàn kiếm khoát lên bả vai Nhan Tân, Lý Vân Tiêu đạm mạc nói. Đọc, đọc, Nhan Tân run rẩy ngẩng đầu, nhìn đại tự màu đỏ tươi trên hoành phi, nhất thời gào khóc, nước mắt phảng phất như gột rửa hết thảy chấp niệm. Gào khóc thì thầm. Khổng nhân nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản. Ô ô ô, hết thảy thư sinh đều quay mặt đi, từng cái bi thiết. Nho gia ngũ thường, chú ý nhất chính là thiên địa quân thân sư, bất luận ngày hôm nay Nhan Tân có thể giữ được tính mạng hay không, chỉ riêng một tội nhục mạ sư trưởng kia, cũng đủ để cho hắn đời này không ngóc đầu lên được. Lý Vân Tiêu hài lòng nói. Không sai, này mới phải chứ. Trường kiếm của hắn khoát lên trên vai Công Tôn Nhượng, lạnh lùng nói. Ngươi thì sao? Công Tôn Nhượng cũng thống khổ cúi đầu, nhưng hắn so với Nhan Tân càng thoải mái, khóc giống nói. Khổng nhân nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản. Ha ha, không tệ, ngươi ăn thịt của ta, đầu cũng trở nên thông suốt rất nhiều. Những giả nhân giả nghĩa này ở trước mặt bổn thiếu gia, ngay cả thí cũng có phải. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh. Chỉ vào đám thư sinh còn lại lạnh lùng nói. Trong ba tức, ai không gọi, toàn bộ chết. Một luồng hàn ý dâm mát từ trên thái âm kiếm tản mát ra, trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng tất cả mọi người. Trên bầu trời tựa hồ cũng biến thành âm u, ban đầu vẫn là càn khôn sáng sủa, trong khoảnh khắc liền mây đen ngập đầu, khiến người ta cực kỳ ngột ngạt. Nói, ta nói. Rốt cục có người bắt đầu tan vỡ, khóc lớn mắng. Khổng nhân nghĩa giả nhân nghĩa. Là vương bát đản. Đã có tấm gương, hơn nữa tam hiền giả cũng đã mở miệng, mọi người không có gì phải lo lắng, dù sao tính mạng trọng yếu a. Chỉ một thoáng tiếng mắng vang trời. Lúc này người ở trong phủ đệ Lý gia, đều có chút ngạc nhiên, tưởng rằng mình nghe lầm, trước kia đều là mắng đại lão gia, làm sao thay đổi rồi. Trở thành mắng khổng nhân nghĩa. Sau khi nghe mấy lần, xác nhận không có sai sót, lúc này mới chạy đi bẩm báo Lý Bạch Phong. Lý Thuần Dương cùng Lý Hiển cũng dại ra, căn bản không thể tin được, mặc dù sự thật ở trước mắt, vẫn như cũ không thể tin được, những sĩ tử hiền nhân phụng thánh nhân là tinh thần trụ cột kia, dĩ nhiên từng cái chửi khổng nhân nghĩa. Này hoàn toàn là triệt để lật đổ nhận thức của hai người. Lý Vân Tiêu cau mày nói, làm sao mắng không thoải mái như thế, ta không hy vọng nghe nói có người không cao hứng, hiện tại phải thật cao hứng mắng cho ta, thoải mái mắng. Thêm một quy định. Nếu có người khóc, có người không cười, đều giết. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh, dồn dập ngừng lại tiếng khóc, bắt đầu cười to lên. Ha ha, khổng nhân nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản, ha ha, khổng nhân nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản, ha ha ha. Lý Thuần Dương lần thứ hai té xỉu. Lúc này Lý Vân Tiêu mới lộ ra một nụ cười khen. Lúc này mới phải. Hắn hướng Lý Hiển vẫy tay, đưa cây trúc cho hắn nói. Mang theo đám người kia nhiễu thủ đô ba vòng, nhớ kỹ quy định ta mới vừa nói, người làm trái giết không tha, treo đầu lâu lên. Ta thật muốn biết lúc ngươi trở lại, phía trên treo bao nhiêu cái đầu. Hết thảy thư sinh sĩ tử cả người đều run lên, liều mạng lớn tiếng mắng. Lý Hiển giơ cao cây trúc, mang theo nhóm người này, mình mông cuồn cuộn bắt đầu dạo phố. Rất nhanh,
Toàn bộ thủ đô sôi trào, tất cả mọi người đều chạy đến quan sát, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong thủ đô đều nghe được nhóm lớn thư sinh hô. Ha ha, Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản. Ha ha, ha ha ha. Lý Bạch Phong đang ở trong phủ đệ hờ hững uống trà, chỉ là một đám thư sinh ở bên ngoài thị uy mà thôi, chỉ cần không giết vào, hắn liền vô tư, tất cả chờ lão gia tử trở về tự nhiên sẽ giải quyết. Tứ gia, tứ gia. Tiểu gia đình chạy vào gọi lớn. Chuyện gì hoang mang như thế? 9527. Lý Bạch Phong thả chè thơm xuống, kinh hoàng nói. Chẳng lẽ bọn họ xông vào? 9527 hoảng hốt nói. Không phải, tứ gia, bọn họ ở bên ngoài mắng Khổng Nhân Nghĩa, nói Khổng Nhân Nghĩa giả nhân nghĩa, là vương bát đản, hơn nữa còn mắng rất cao hứng. Cái gì? Lý Bạch Phong ngây người, hắn nâng chén trà uống một hớp, nhẹ nhàng thả xuống trầm tư nói. Này không khỏi quá quỷ dị đi, đi, ra ngoài xem, gọi hộ vệ Lý Phủ đến. Chờ bọn hắn căng thẳng mở ra đại môn, thình lình phát hiện Lý Thuần Dương cùng Lý Vân Tiêu đứng ở trước cửa. Lý Bạch Phong nói, lão, lão gia tử, Vân Tiêu, các ngươi đã về rồi, những sĩ tử kia đâu? Hừ, phế vật vô dụng. Trên mặt Lý Thuần Dương vô cùng tức giận, đá Lý Bạch Phong bay ra ngoài, liền nhanh chân đi vào. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng vội vàng đi theo. Lý Bạch Phong có chút không hiểu ra sao, cũng muốn theo sau, nhưng đã bị Lý Thuần Dương hét một tiếng. Ngươi đứng lại, tới cửa quét tước vệ sinh. Không cho theo ta cùng Vân Tiêu. Một già một trẻ trực tiếp đi vào tiểu viện, tiến vào trong mật thất. Lý Bạch Phong thì mang theo một đám gia đình đi ra ngoài cửa, nhìn máu tươi đầy đất, còn có hai cỗ thi thể không đầu, nhất thời nhìn thấy mà giật mình, thầm nghĩ, sẽ không phải là lão gia tử tức giận, đem những thư sinh kia giết sạch rồi chứ. Thi thể đâu rồi? Lý Vân Tiêu tiến vào mật thất, Trần Đại Sinh vẫn đang ngủ say. Hắn kiểm tra lại tình huống của đối phương, cau mày nói. So với ta tưởng tượng còn bết bát hơn, có điều không liên quan, nếu ta ra tay, coi như hắn muốn chết cũng chết không được. Lý Thuần Dương căng thẳng nhìn Lý Vân Tiêu đem một viên đan dược nhét vào trong miệng Trần Đại Sinh, sốt sắng hỏi. Hắn phải mất bao lâu mới có thể tỉnh lại? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 6.